Ui, đẹp trai đấy nhở. Mình phải ra để xin số mới được. Anh ơi, Tết này thì anh đã có hoa đào, nhưng mà em chưa có anh nào rước đi. Anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ? Xin lỗi cô, nhưng mà tôi có người yêu rồi. Buồn thật đấy. Đúng là trai đẹp không gay ý, thì kiểu gì cũng là hoa đã có chủ. Nhưng mà thôi không sao, nếu mà không làm được người yêu của anh ý, thì để em làm nhiếp ảnh gia cho anh nhá. Anh muốn chụp một bộ ảnh không, em sẽ lấy phí rẻ thôi. Thế thì cô đợi một lát nữa, người yêu tôi đến, tôi hỏi ý kiến người yêu tôi đã nhá. Anh đợi em lâu chưa? Anh cũng mới đến thôi. Ôi, nhìn hai anh chị đẹp đôi như này ý, hay là để em chụp cho hai người một bộ ảnh nhá. Cái này á, bây giờ là đang đầu xuân khai xuân, chúng ta phải chụp một bộ ảnh để sau này con cháu mà nhìn lại là một hoài niệm đáng nhớ đấy ạ. Ai là thợ chụp ảnh dẻo mồm như cô đấy ạ? Chúng em làm nghề dịch vụ thì đương nhiên là phải khéo ăn khéo nói, như thế mới vui lòng khách đến vừa lòng khách đi chứ ạ. Mình chụp nhá. Cũng được. Đây, hai anh chị tạo dáng ở chỗ cây này nhá. Chụp ảnh từ nãy đến giờ em khát nước quá, anh đi mua nước cho em nhá. Được rồi, thế đợi anh một lát nhá. Em muốn ăn gì không? Anh mua gì cũng được. Đợi anh. Người yêu của chị chiều chị thật đấy. Ơ, mày biết thế rồi mà còn dám xen vào nữa à? Chị làm gì đấy, sao lại đánh em? Không làm gì á? Mày xin số tán tỉnh người yêu tao mà mày nói là mày không làm gì á? Mày động vào đồ của tao, cẩn thận tao cào nát mặt mày ra đấy. Em xin lỗi, lúc đầu em không biết anh có người yêu nên là em mới ra xin số rồi. Nhưng mà sau khi em biết anh có người yêu rồi thì em cũng chỉ chuyên tâm chụp ảnh chứ có làm gì sai đâu ạ. Mày còn nói là mày không làm gì á? Mày có thích ra mồm cãi không? Chị ơi, em xin thề với chị là em chưa làm một cái gì quá phận luôn đấy ạ. Mấy cái con như mày ấy, lúc nào mà chả tỏ vẻ trong sáng ngây thơ. Mở mồm ra là một câu chị, hai câu em, rồi em có biết gì đâu, rồi là em có làm gì đâu. Nhưng mà thực chất ý, thì lúc nào cũng tìm cách để bò lên giường của đàn ông thôi chứ gì. Chị ơi, ra đường xin kết bạn làm quen rồi xin số điện thoại là chuyện bình thường mà. Em biết anh ấy có người yêu rồi nên là em cũng không làm gì sai cả. Với cả anh ấy cũng đâu có cho số đâu ạ. Em không làm một cái gì mà xấu hổ hết luôn ý. Chị ạ. Cái loại như mày làm gì có liêm sỉ mà đòi xấu hổ hả? Tao nói cho mày biết nhá, đồ của tao cho dù tao có vứt đi không đến lượt mày dùng đâu, nghe chưa? Chị bỏ ra đi ạ. Bây giờ thì cút. Nhưng mà chị phải trả tiền chụp ảnh cho em đã chứ. Tao còn chưa đòi cái mạng mày mà mày lại dám đòi tiền tao à? Đấy là tự chị ghen tuông vô lý ấy chứ. Chứ tôi có làm gì đâu. Bây giờ chị vẫn phải trả tiền cho tôi, vì tôi đã chụp ảnh cho chị từ sáng đến giờ rồi. Mày chụp ảnh tao thì ít, nhưng mà liếc mắt đưa tình người yêu tao thì nhiều đấy. Có phải là mày lấy ảnh của người yêu tao để treo lên đầu giường, còn ảnh tao thì mày cho lên bàn thờ để rủa tao đúng không? Này chị ơi, nếu mà chị không trả tiền cho tôi ý, thì đúng là tôi sẽ chùi ẻo chị thật đấy. Nếu mà không trả hết ý, thì ít ra cũng phải trả một nửa đi chứ. Bao nhiêu công sức người ta lăn lộn từ sáng đến giờ. Mày lăn hay bò tao không cần biết. Mà cái loại con giáp thứ 13 như mày ý, có lăn lên giường đàn ông thì chụp ảnh cái gì? Hay là mày đi học chụp ảnh là để tự chụp ảnh khoe hàng để mồi trà đàn ông? Này, chị chửi nó ngoa ngoắt vừa thôi. Loại người như chị ý, đến hoạn thư cũng phải gọi bằng bà nội đấy. Mày chửi tao là hoạn thư á? Thế mày là gì? Mày là Thúy Kiều à? Mà mày có biết Thúy Kiều làm cái nghề gì không? Làm đi đấy. Chị, cái loại như mày ấy đúng không biết nhục nhã mà. Người ta chửi cho như thế, đánh cho như thế rồi mà cứ trơ trơ ra ấy. Mà có khi mày quyến rũ đàn ông thành thói rồi bị chửi thành quen rồi đúng không? Tôi không phải là loại người như thế. Chị đừng có mà hủy hoại danh dự của người khác như vậy. Mày có tin là bây giờ mày không cút đi là ta đập nát cái máy ảnh của mày không? Để xem là mày lấy cái gì để mà quyến rũ đàn ông đấy nhá. Tôi nói chị biết, chị đụng đến tôi thì được, nhưng không được đụng đến cần câu cổng tôi đâu. Còn Doanh này, xem như mày nhanh chân đấy. Nước của em đây. Mà cái cô gái chụp ảnh đâu rồi? Anh thì còn hỏi nữa à? Cô ấy đánh em một cái xong rồi chạy mất rồi. Sao cô ta lại đánh em? Thì em đứng tạo dáng từ nãy đến giờ mà cô ta có chụp em cái nào đâu, toàn chụp anh thôi. Em hỏi cho ra nhẽ thì bảo là em không xứng với cô ta, xong rồi đánh em rồi chạy luôn. Cô ta quá đáng thật đấy. Anh thấy em làm người yêu anh khổ không? Anh đền cho em đi. Thế em muốn cái gì nào? Một bao lì xì hơn 7 số 0. Được rồi, em thích là được. Anh nhớ nhá. Đi.
Anh vào này, hôm nay cũng là kỷ niệm một năm chúng mình yêu nhau, hay là đang tiện ở vườn hoa làm bộ ảnh đi. Cũng được, mà em chụp ở đâu chả được, miễn là người bên cạnh em là anh. Để nhìn xem có cô gái hay chụp dạo ở đây. Gái ơi, ra nhờ tí. Em chụp ảnh đúng không? Chụp cho anh chị bộ ảnh nhá. Gái ơi, ơi, sao đấy, sao cứ nhìn chằm chằm người yêu anh thế? Người yêu anh xinh quá. Cũng được thôi ạ. Mà hai anh chị là người yêu của nhau ạ? Sao đấy? Em gái ơi, nhìn sắc mặt em có vẻ là không tốt lắm. Hay là do em làm việc vất vả quá? Nếu như mà mệt quá ấy, thì cứ về nhà nghỉ đi, không phải cố đâu. Không về thì làm sao ạ? Chỉ là chị thấy sắc mặt em không tốt cho nên là chị quan tâm thế thôi. Nếu như mà chị tọc mạch quá ấy, thì cho chị xin lỗi nhá. Chắc là em cũng ghét mấy kẻ tọc mạch như thế đúng không? Chị cũng thế đấy. Cho nên từ giờ chị sẽ giữ mồm giữ miệng, không để mồm đi chơi xa nữa. Hy vọng là em cũng như thế, nếu không là toang đấy. Ai toang cơ ạ? Thì mấy kẻ lắm chuyện ấy. Này cô gì ơi, người yêu tôi quan tâm đến cô mà sao cô trả lời khó chịu đấy nhở? Tốt nhất là không chụp choẹt gì nữa. Cô thay đổi tính nết đi nhá, sang năm mới rồi đấy. Thay đổi tính tình của mình đi chứ không đàn ông người ta gặp người ta sợ chạy mất dép rồi đấy. Không chụp đi em. Anh tự lo chuyện của mình đi. Chắc là anh sắp cao hơn cái nóc nhà rồi đấy. Này, tôi ngừng phát triển từ lâu rồi đấy. Anh ơi, hình như là người ta mỉa mai anh là lùn đấy. Này cô kia, tôi lùn nhưng mà trình độ tôi cao. Thôi, chấp làm gì cái loại vô văn hóa như thế. Không nói nữa, anh đưa em đi ăn, không có chụp chuyện gì nữa. Khó chịu. Là anh à, trùng hợp thật đấy. Tôi hy vọng đây thật sự là trùng hợp chứ không phải là cô bám theo tôi. Cái gì cơ? Tôi bám theo anh á? Tại sao tôi lại phải làm như thế? Tôi đã nói rồi, tôi đã có người yêu. Cô đừng có cố chấp như vậy nữa. Như thế người ta gọi là trơ trẽn đấy. Anh đang nói cái quái gì đấy? Nói ít hiểu nhiều. Tôi hy vọng là cô sẽ không lặp lại những hành động như lần trước nữa. Hành động như lần trước? Tôi chỉ đến xin số của anh thôi mà, chứ tôi có làm gì đâu. Anh nói như kiểu tôi làm gì sai trái lắm ấy. Cô chụp ảnh cho chúng tôi nhưng lại chụp mỗi mình tôi. Đến lúc người yêu tôi biết thì cô lại chửi bới rồi đánh cô ấy nữa. Như thế không phải là sai trái thì là gì nữa. Này, ai bịa chuyện ra đấy? Anh đừng có nói là cô người yêu quý hóa của anh nói ra mấy cái lời đấy nhá. Cô nói cho cẩn thận đi, hãy tôn trọng người yêu tôi. Mù quá, ngủ ngốc. Thôi, tôi cũng không nói chuyện với cô nữa đâu. Này, anh định làm gì đấy? Thì tôi chọn cái cây này trước mà. Bây giờ tôi mang nó đi tặng người yêu tôi. Anh làm sao đấy? Cái cây này là tôi nhìn thấy trước. Cũng là cái cây mà tôi muốn mua tặng cho chị của tôi. Chị của tôi á, chắc chắn là sẽ thích cái cây này. Còn người yêu của anh ấy thì không xứng đáng với tấm lòng của anh đâu. Xứng hay không, đấy là chuyện của tôi. Không đến lượt cô phải nhận xét. Này, chẳng hiểu là ai cắt rốn cho anh mà anh ngốc nghếch thế nhở? Nhìn thì cũng có vẻ đẹp trai đấy, nhưng mà hình như là trong đầu không có não thì phải. Anh ấy cũng chỉ là một con cá của cô ta mà thôi. Thế ai cắt rốn cho cô mà cô xấu tính thế? Đi phá hoại hạnh phúc nhà người khác, đã thế lại còn vu oan cho một cô gái vô tội nữa à? Tin tưởng người yêu mình thì tốt, nhưng mà rất tiếc là anh đã đặt niềm tin sai chỗ rồi. Tôi không tin người yêu tôi. Chẳng lẽ tôi lại đi tin cô? Yêu đương ấy, cho dù là anh có yêu sâu đậm như nào thì anh vẫn nên giữ một cái đầu lạnh đấy anh trai ạ. Cô nói thì hay lắm, nhưng mà tất cả cũng chỉ là một lời nói suông thôi. Nếu thế thì bây giờ tôi mà có bằng chứng ngoại tình của cô ta thì làm sao? Thì cô muốn gì cũng được. 3 ngày, bây giờ anh hãy cho tôi địa chỉ nhà với cả công ty của cô ấy. Tôi sẽ tìm ra bằng chứng ngoại tình của cô ta. Rồi đến lúc đấy anh sẽ phải xin lỗi tôi, với cả đưa lại cho tôi cây này. Được, tôi sẽ cho cô 3 ngày. Nếu 3 ngày mà cô không làm được ấy, cô phải đến xin lỗi tôi và người yêu tôi. Và phải hứa là không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Được thôi. Nhớ là đừng có giở trò mèo ra đấy.
Chỉ sợ ấy là đến lúc đấy anh lại không có nước mắt mà khóc nữa thôi. Ê, cái sừng cao 2 mét. Lại là cái thứ cồn các đảnh của cô đấy à? Mới sáng nay ra đã hãm rồi, lượn đi. Mà Tết rồi ấy, sao người yêu anh đâu để cho anh đi một mình như này? Anh có muốn biết ai mới là cô hồn các đảng thật sự không? Cô bắt đầu lại linh tinh cái gì đấy? Cái xương 2 mét của anh ấy đang ngồi nói chuyện thân mật với người yêu của anh ở quán cà phê kia kìa. Cô đừng có bịa chuyện nữa, tôi không tin đâu. Tôi thề là tôi không bao giờ bịa chuyện luôn. Nếu mà tôi sai ấy, thì tôi sẽ cúi đầu xin lỗi hai người vì chuyện lần trước. Còn nếu không ấy, thì anh sẽ phải xin lỗi tôi tại vì đã la lớn tôi đấy. To mồm quá nhờ. Có dám đi không? Đi thì đi, sợ gì không đi. Đi. Lần này cô phải xin lỗi tôi rồi nhá. Vì anh ta là ai hả? Là cái gì ấp búng đấy hả? Giữa ban ngày ban mặt bao nhiêu người này mà nắm tay nắm chân như thế à hả? Anh ta là ai? Đây là người yêu của tôi. Chúng tôi thân mật thì có gì là lạ đâu. Anh là gì mà lại chất vấn tôi như thế? Vừa hôm qua vẫn còn anh em. Cô nói yêu tôi thì bây giờ cô hỏi tôi là ai à? Hả? Tôi chả biết anh là ai cả. Còn cô nữa, có phải là cô vẫn tơ tưởng đến anh Vũ cho nên là thuê người để vu oan tôi đúng không? Anh phải tin em nhá. Em yên tâm đi, anh luôn tin em mà. Này cô có thể chứng minh, nhưng mà cô nghĩ là cô bịa ra cái chuyện này, tôi sẽ tin cô à? Còn anh nữa, cô ta thuê anh bao nhiêu tiền, cứ nói đi, tôi sẽ trả gấp đôi. Nếu không, tôi đưa hai người lên công an đấy. Này, ông anh nhìn mặt thằng anh như kiểu nó thiếu tiền đấy à? Hả? Điện thoại tôi đầy ảnh tôi với cô ta này. Mấy cái tấm ảnh ấy chả chứng minh được cái gì hết. Bây giờ video người ta còn làm giả được nữa là ảnh của anh. Tôi đúng là có mắt như mù đi ông người như con, có hiểu chưa? Thôi được rồi, hai người có còn nhớ sẽ thực hiện giao kèo gì nếu như tôi chứng minh được hai người bị cô ta cắm sừng không? Tôi nhớ, nhưng mà đây là bịa đặt chứ không phải là chứng minh. Còn anh thì sao? Tôi sẽ xin lỗi cô, nhưng mà tôi xử xong vụ này đã, tôi không chịu được nữa rồi. Này cô diễn kịch giỏi lắm, nhưng mà vỏ quýt giấy thì có móng tay nhọn. Cô còn nhớ hôm qua chúng ta nói chuyện với nhau không? Tôi đã ghi âm lại hết rồi. Lại là mày à? Bao giờ thì mày hết ám tao thế? Làm sao mà tôi dám ám quẻ một người cao thủ bắt cá hai tay như chị nhở? Mày đang ghen tị với tao bởi vì là có nhiều đàn ông giàu có vây quanh cho nên mới như thế chứ gì? Đúng là cái đồ xấu tính. Tôi chỉ cảm thấy nức cười thôi. Chị vô duyên vô cớ ghen lồng ghen lộn lên, làm tôi cứ tưởng là chị yêu anh ấy như thế nào. Hóa ra là cái gì? Sao không nói nốt đi? Hay là sợ bị ăn đòn tiếp à? Sợ á? Không phải là tôi sợ, mà là tôi đang không biết dùng một cái từ nào để diễn tả cái loại người trơ trảo như chị đấy. Mày dám đánh tao à? Chị nên biết là ấy, trên đời này không phải là có mỗi một mình chị biết đánh người đâu. Chẳng qua lần trước tôi nhịn chị bởi vì lần đấy là tôi sai, nhưng mà lần này thì không có chuyện đấy đâu. Lần trước là tôi chưa biết là anh có người yêu hay chưa mà tôi đã xin số rồi. Còn lần này tôi biết là cái loại người vô liêm sỉ xong rồi lại còn thích văn vở đạo lý, nên là chị đáng bị trừng trị đấy. Mày... Cô làm sao thế? Tôi đã làm gì cô đâu mà cô lại đánh tôi như thế? Anh Hải, cứu em! Em làm sao đấy? Cô ấy va vào em xong rồi còn tát em nữa đây này. Này, con quỷ cái kia! Mày đến kia tao hiền quá em bắt nạt đúng không? Bảo sao có loại ghê gớm với mày đến bây giờ mà không ai thèm để ý đến. Này, anh phải mở to mắt của mình ra để xem người bên cạnh của anh mới gọi là quỷ cái đấy. Này nhá, người yêu tao vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, vừa hiền lành như thế này, nhưng cái loại như mày phải đầy xuống 18 tầng địa ngục chưa hết đâu.
Thế còn cái loại mà một chân đạp hai thuyền ở bên cạnh anh ý, chắc là phải bị đẩy xuống 98 tầng địa ngục rồi đấy nhở? Sao lại một chân đạp hai thuyền cái gì? Ơ, anh có sừng cao 2 mét rồi mà anh chưa biết à? Này, cô gì ơi, sao cô ăn ở thất đức thế? Ở trên đời này làm gì có ai lại đi vu oan cho người khác để phá hoại tình cảm người ta như thế đâu. Đúng rồi đấy. Này, ăn nói như thế sẽ bị nghiệp quật quả báo đấy biết chưa? Hả? À? Hai người đúng là trời sinh một cặp mà, chùa ngoài y như nhau. Thôi, tôi xin phép đi trước nhá. Không sao, không phải sợ, có anh ở đây với em rồi. Cảm ơn anh, lúc nào cũng bảo vệ em nhá. Kẻ đến phải nói nữa hả? Từ bây giờ ấy, em không bao giờ phải sợ nữa chưa? Anh mà gặp một lần nữa nhá, anh chửi cho nó vuốt mặt không kịp luôn. Thôi, đi, đợi anh lâu không? Khổ thân. Thế nào, chắc là anh nhận ra giọng người yêu của mình chứ? Bi, tại sao lại thế này? Bây giờ ấy thì bảo là không quen tôi nữa đây. Em giải thích đi, chuyện này làm sao hả? Em biết lỗi rồi, anh tha lỗi cho em. Bây giờ em sẽ chỉ yêu một mình anh thôi. Ôi giời ơi, này, ngày trước ấy cô cũng hay nói với tôi câu đấy đấy. Nhưng mà tôi không ngờ là cái mặt cô lật mặt nhanh cả bánh tráng đấy. Lương tâm cô bị chó cắn rồi à? Anh Vũ, em biết lỗi rồi mà. Em biết là anh vẫn còn yêu em mà đúng không? Cô cố tình bơ tôi đúng không? Ok. Này, tôi nói cho cô biết nhá. Bây giờ ông này ông mà yêu cô ấy thì đầu ông ấy chả khác gì cô cả, hiểu chưa? Bì, chúng ta chấm dứt đi. Cô về nhà dọn hết đồ đạc đi. Từ mai cũng không cần phải đến công ty tôi làm việc nữa đâu. Cái gì? À, hai người sống chung với nhau rồi á? Thế một năm qua tôi nuôi vợ thằng khác à? Tôi cũng mới quen cô ấy một năm thôi. Này, thế là chúng ta đáng thương giống nhau rồi đấy. Nhưng mà chúng tôi không sống chung. Đấy là nhà tôi mua cho cô ấy. Wow. Uầy, thế đây là gia đình táo quân à? Cô làm tôi mất mặt phụ nữ quá đấy. Anh Vũ, tuy là em với anh Hải sống chung với nhau một năm rồi, nhưng mà bọn em chưa từng làm gì quá đà cả. Cô đừng có nhắc đến tên tôi nữa, nghe ghê tởm lắm. Cô mau đi. Anh Hải. Thôi, cô đừng gọi tên tôi nữa. Này, thực ra ấy là tôi tính tức, chứ không phải là tôi còn thấy đau lòng, cô hiểu chưa? Mà cô biết là vì sao một năm qua tôi không làm gì cô? Bởi vì tôi yêu đàn ông, tôi yêu cô là bình phong thôi, ok? Cái gì cơ? Này, thôi, cô đi đây. Anh Vũ, chắc là để tôi thay cô chăm sóc, an ủi cho, nhờ. Uầy, thế anh là thật à? Thật. Từ giờ tôi không giấu giếm nữa. Anh Vũ, anh nhìn tôi được không? Em hơi bị được đấy. Thôi, cho tôi xin bình yên đi. Mà này, hai người bây giờ có còn nhớ giao kèo không hả? Tôi xin lỗi. Chào em. Chúc em một ngày tốt lành. Cảm ơn anh. Xin lỗi nhưng mà em có thể gọi giúp tôi một cái đồ uống gì ở đây không? Tôi là Việt kiều mới về Việt Nam được 2 ngày thôi. Tôi không biết chữ ở đây lắm, cho nên tôi không có hiểu ở đây. Ok. Vậy tôi gọi cà phê cho anh nhé. Cảm ơn em. Cho mình một cà phê nhé. Không biết là tôi có thể sang ngồi cùng nói chuyện với em được không? Như những người bạn tốt thôi. Ok, mời anh ngồi. Trước đây anh sống ở nước nào? Thật ra thì tôi thì thích uống các loại nước ép hoa quả, còn em? Ý của tôi là trước đây anh sinh sống ở quốc gia nào? Tôi hiểu ý của em rồi. Tôi thì từ nhỏ đã sống ở bên nước Đức. Nhưng tôi lại mới về Việt Nam được 2 ngày thôi, cho nên tôi không có rõ tiếng Việt ở đây lắm. Không sao. Tối nay tôi có thể mời em đi ăn tối được không? Như vậy thì không được tiện cho lắm. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em nhiều hơn thôi. Vậy để tôi sắp xếp đã. Sắp xếp? Em sắp xếp lại quần áo à? Tôi có thể gấp giúp em.
Không phải, ý của tôi là tôi phải xem xét lại thời gian rảnh của mình. Tôi hiểu ý của em rồi. Tôi không giỏi tiếng Việt cho lắm, cho nên tôi muốn nói chuyện với em nhiều hơn để có thể cải thiện được cái tiếng Việt của mình á. Ok, được thôi, tôi sẽ giúp đỡ anh. Cảm ơn em. Lúc đầu thì tôi cứ sợ là em sẽ không chấp thuận, nhưng sau rồi mới thấy em thật là phóng đãng và rộng lòng. Đúng là anh cần chăm chỉ học tiếng Việt hơn đấy. Tôi đau nhà nạn hết sức của mình. Em có thể giúp tôi cải thiện nó tốt hơn. Tôi rất là biết cái ơn đức của em. Được thôi. Em quả là một người con gái đức độ. Anh không nên khen một người trẻ tuổi là đức độ. Tôi có làm cái gì đâu mà em muốn trẻ tôi ra. Ý tôi là anh không nên khen một cô gái còn ít tuổi là đức độ, mà hãy khen là tốt bụng. Wow, yes. Em thật là một cô gái tốt bụng. Vậy thì em tên là gì? Tôi là Dương. Cái tên của em đẹp như con người của em vậy á. Cảm ơn anh. Thế từ giờ tôi có thể gọi em là cô gái tốt bụng được không? Được. Có em à? Chủ tịch sắp về đây rồi đấy. Xem như nào nhá, bảo nhân viên làm việc cho nó tử tế vào. Cái gì đẹp đẽ thì khoe ra, còn xấu xa thì đậy lại nghe chưa? Ông ở bên nước ngoài về, biết cái đếch gì đâu. Ở đây chị là vua rồi, lo cái mẹ gì nữa. Biết thế, nhưng mà vẫn phải cẩn thận. Ông ấy chỉ cần phẩy tay một cái nhá, là tao với mày ra đường ở đấy. Em biết rồi. Mà còn con Dương nhá, mày xem nó tán được thì tán, mà không tán được ý, thì đuổi nó đi. Mang tiếng là trưởng phòng, em gái giám đốc, thế mà suốt ngày đi le ve chạy theo cái con nhà quê đấy. Tao chả hiểu mày cái kiểu gì luôn ấy, cứ như là con chó đang vẫy đuôi ấy nhỉ. Này, nó nhà quê, nó nghèo, nó bần, nhưng mà nó ngon, nó xinh. Đàn ông ấy, người ta chỉ thích những cái gì nó khó thôi, thích cái cảm giác được chinh phục ấy. Chị yên tâm đi, vài hôm nữa thôi nó sẽ tự khắc lao vào tay em. Chả biết là nó lao vào vòng tay mày hay là mày lao đầu xuống cống nhỉ. Đắp tiền quanh người thế mà chả thấy có con nào theo. Chán. Chị hơi bị khinh thường em rồi đấy. Gái theo em ấy, xếp hàng đàn, chỉ có là em có thích hay không thôi. Rồi, xem như nào thì xem đi. Mày đuổi nó nhanh hộ tao cái, tao đau đầu lắm. Dạo này nhá, nó rất hay thắc mắc về những cái hợp đồng mà tao với mày ký chui đấy. Không cẩn thận nhá, đến tai chủ tịch ý, thì ăn cá. Chị yên tâm đi, cái việc này em nắm trong lòng bàn tay, em còn chờ được mà. Cái gì? Chờ với đợi cái gì? Còn chờ là kiểm soát đi, rốt thế. Này, kiểm soát là con trồ ông ạ. Ông đi học 6 năm mới ra trường mà ông còn đòi tiếng Anh tiếng eo cái gì. Này, người ta đi học có 4 năm thôi bố ạ. Cứ kiểu này ra đường có ngày vỡ mồm. Thối mồm, bảo sao mà ế. Cái thằng này. Người đẹp có muốn ăn gì không? Anh mua cho. Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu. Em xịt cái mùi nước hoa gì mà thơm thế? Anh cứ mua ở gần mãi không thôi ấy. Anh là trưởng phòng, mong anh hãy giữ khoảng cách với tôi, đừng để người khác phải dị nghị. Ở đây anh đố đứa nào dám dị nghị. Em nên nhớ, cái công ty này là sân sau nhà anh rồi. Em cũng nên ngoan ngoãn đi, đừng có già néo quá, đứt dây đấy. Anh muốn chơi thì chơi một mình đi, tôi đến đây là để làm việc. Anh hãy giữ mình đi, hạn chế những hành vi quá đà lại. Em nên nhớ, nếu như không có anh chống lưng cho em thì em đã bị chị gái đuổi từ lâu rồi. Đừng có thấy được chiều mà làm tới nhá. Tôi chẳng cần ai chống lưng,
tôi cũng chẳng làm gì sai để phải đuổi việc cả. Em ở trong cái công ty này cũng chỉ là một con nhân viên quèn thôi. Vậy mà em dám đụng đến việc của cấp trên à? Cái sai của em ấy là làm việc một cách quá nghiêm túc. Kể cả việc của cấp trên mà em cũng dám tọc mạch. Em nên nhớ, gió chiều nào ấy thì mình nên theo chiều ấy thôi. Tôi làm việc cho công ty, tất cả là vì lợi ích của công ty. Tôi không làm gì sai, việc gì tôi phải sợ chứ. Một người là trưởng phòng, một người là giám đốc. Nếu như đang làm điều gì khuất tất, ảnh hưởng đến lợi ích của công ty ấy, thì tôi khuyên là nên dừng lại. Không đến lúc bị phát giác ra ấy, thì chạy đâu cho trời khỏi nắng. Em chỉ là một cái đứa nhân viên quèn ở trong công ty. Ngoài cái việc là lọt vào mắt xanh của anh ấy, thì đúng là em chỉ có một cái đầu rỗng tuếch thôi. Dám làm việc chống đối lại cả cấp trên cơ à? Thấy điều sai là phải nói, giống như đói là phải ăn. Tôi không thể làm ngơ trước những hành vi gian dối như vậy được. Không làm ngơ thì em định làm gì? Em có bằng chứng không? Tay không tấc sắt ấy thì đừng có lấy trứng chọi với đá. Vậy nên tôi mới khuyên hai người, có làm việc gì ấy thì mau dừng lại đi. Cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra mà thôi. Thôi, anh không nói được chuyện công việc với em nữa rồi. Mình nói chuyện tình cảm nhá. Lát nữa đi cà phê với anh đi. Không. Phũ thế. Lát nữa anh sẽ dẫn em đi mua sắm rất nhiều quần áo đẹp đấy. Tôi không phải trẻ con đâu mà cứ lôi kẹo ra là dẫn tôi đi được. Em đang chửi khéo anh đấy à? Anh là người có tiền, có rất là nhiều tiền, lại còn có cả quyền nữa. Cho nên ý, nếu em mà theo anh ý, thì tương lai của em sẽ rất là... Tương lai của tôi nằm trong tay tôi. Không có ai có quyền tác động tương lai của tôi cả. Tôi sẽ đi con đường của chính mình. Em đi đâu đấy? Hết giờ làm việc rồi, tôi đi về. Này, này, Dương. Cảm ơn Dương, vì hôm nay em đã nhận lời đến đây làm bạn cấp phì với anh. Sao em lại cười? Câu nói của anh có ẩn tình gì chứ? Không, thi thoảng anh có dùng từ không đúng với hoàn cảnh. Nhưng tiếng Việt rất khó học, nên em không trách anh đâu. Cảm ơn em. Nhưng mà anh nghĩ em nên ăn nhiều để cho thể vóc của em phì nhiều. Bởi vì anh thấy em rất là liệu yếu đào tơ. Liệu yếu đào tơ á? Sao anh biết câu này? Không, anh xem ở trên phim á, họ hay nói đến mấy cô gái gầy gầy là liệu yếu đào tơ. Anh làm em buồn cười quá. Câu nói của tôi không hề giả chân. Nếu có làm em cáu giận cái gì thì cho tôi xin lỗi. À không, ý của em là anh làm em muốn cười ấy. Nếu mà gặp em ở bên Đức á, tôi có thể ôm ấp em một cách nhiệt huyết và đầy dữ dội rồi. Anh đã bắt đầu loạn ngôn đấy. Nào, tôi không có ý gây loạn gì ở đây. Chỉ là nếu ở bên Đức thì chúng tôi gặp bạn bè có thể ôm ấp nhau. Nhưng ở Việt Nam thì tôi không thể làm như thế được. Không biết phải nói thế nào, nhưng mà tôi không giận anh đâu. Nói chuyện với anh cũng rất thú vị. Em thật là một cô gái rất là khoan rộng và rộng lượng. Khoan dung và rộng lượng. À, mà nghe nói là hôm nay anh bảo là anh đi ăn đặc sản của Việt Nam đúng không? Anh thấy có ngon không? Các món ở Việt Nam thật là ngon tuyệt cú sốc. Tôi thấy tất cả các ẩm thực ở Việt Nam á, họ hòa trộn vào với nhau theo một cách gì đấy rất là triệt để. Khi ăn vào thì tôi có cảm giác như là mình lạc vào cõi thiên thai á. Vậy anh nên ăn thử trứng vịt lộn nhá. No. Tôi không thể ăn hai cốt của một con vịt chưa chào đời được. Cái đấy tôi không thể ăn được. Mặc dù là em cười rất đẹp, nhưng tôi thấy là sâu trong đôi mắt của em có một cái nỗi buồn gì đó. Anh quả là vừa hài hước lại còn vừa tinh tế nữa. Thực ra thì công việc của tôi đang gặp một chút chuyện. Cuộc đời thật lắm là có những cái bụi trần. Nếu mà em buồn quá,
có thể vào vòng tay vụn dại của anh. Cảm ơn anh đã làm tôi vui. Anh sẽ cố nhào nặn cái ngôn từ của mình với kết hợp cùng với cấu trúc ngữ pháp của Việt Nam để có thể nói chuyện với em cho em dễ hiểu hơn. Cảm ơn anh. Mà ở bên Đức ấy thì anh làm công việc gì? Sao anh lại về Việt Nam? Ở bên Đức ấy, thì anh có một cái công ty nhỏ nhỏ và có một cái chi nhánh ở Việt Nam, nhưng vì quá bận rộn cho nên anh không để ý đến Việt Nam mấy. Nhưng đợt vừa rồi thì anh thấy là ở Việt Nam chi nhánh công ty nó không được ổn định cho lắm, cho nên anh bắt buộc phải đến đây để kiểm soát mọi thứ. Vậy là anh là sếp lớn rồi. Vậy còn em? Em làm việc ở công ty FVM, cũng là chi nhánh của một công ty nước ngoài. FVM. Thế là cuộc gặp của chúng ta thực sự là một định mệnh trời sắp đặt. Bởi vì ngày mai anh cũng có công việc phải đến FVM. Thật á? Anh đến đó làm gì? Bí mật thì không thể bật mí. Câu này anh lại học trên phim đúng không? Nhưng mà em nghĩ để nói tiếng Việt Nam tốt hơn ý, thì anh nên nói chuyện với người Việt nhiều hơn là xem phim và đọc sách. Cảm ơn em. Anh sẽ ghi nhận cái lời khuyên của em một cách sâu sắc. Ngày mai khi đến công ty, anh sẽ nhắn tin cho em. Thằng nào đây? Tôi đang nói chuyện với bạn tôi. Anh đi chỗ khác đi. Sao anh? Tôi không giỏi tiếng Việt cho lắm, nhưng tôi đều biết xưng hô ở đây là thằng thì không được lịch sự lắm. Không gọi mày là thằng thì tao gọi mày là con à? Mà sao giọng mày lơ lơ, nghe ngứa tai đấy. Anh ấy là Việt kiều mới về nước, nói tiếng Việt chưa rõ. Anh đi chỗ khác đi, đừng có đứng đây nói năng linh tinh nữa, mất hết cả mặt người Việt à? Hóa ra là ba cái bác Việt kiều à? Không biết là kiều Tây hay kiều ta đấy. Tôi thì không được biết kiều Tây kiều ta là cái gì, tôi chỉ biết Thúy Kiều thôi. Đúng là cái thằng đần độn. Anh đừng có đứng đây nói linh tinh nữa, mời anh đi chỗ khác cho. Anh ơi, hình như là cô Dương đây không có muốn nói chuyện với anh, phiền anh đi chỗ khác. Người phải đi ấy, là mày đấy. Đây là đất của tao, Dương cũng là của tao. Mày từ cái xó xỉnh nào về đây mà đòi cướp người à? Mang cái danh Việt kiều rồi giả vờ giàu để về đây tán gái à? Tôi không hiểu anh nói cái gì. Tôi cũng không định cướp cái gì của anh ấy. Chỉ là theo tôi được biết, ở Việt Nam xưng hô mày tao có nghĩa là không tôn trọng nhau cho lắm. Còn nếu anh vẫn xưng hô với tôi như thế thì tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Này, mày đang chọc tức tao đấy à? Cái mặt mày mà cũng đòi đi nước ngoài về á? Có phải đi ngoài ra nước thì có? Thân thì là củ cải mà nghĩ mình là nhân sâm à? Mặt thì tròn như cái mâm, loại hầm hấp. Anh định hấp cái gì? Tao hấp mày lên thành cái bánh bao để ăn đấy. Anh Vũ, anh cũng là người được ăn học đàng hoàng, vậy mà trước mặt một người chưa gặp bao giờ, anh ấy cũng không làm gì anh cả mà anh lại cư xử như vậy à? Ai bảo nó dám tán em? Anh ấy có tán tôi ấy, hay là chúng tôi có như thế nào đi chăng nữa ấy, cũng chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh không có quyền can thiệp. Hóa ra cô cũng chỉ là cái loại con gái hám giàu đi theo cái thằng Việt kiều này thôi à? Được rồi, vậy để tôi chờ xem nó có đuôi nổi cô lúc cô thất nghiệp không? Tán người ta không được lại quay ra xỉ vào. Anh đúng là cái loại đàn ông mặc váy đấy. Con danh này, mày dám rảnh chọe với tao à? Đánh phụ nữ là hành vi thấp hèn. Mày có tin là tao đánh cả mày luôn không? Mày làm cái gì đấy? Tôi được học võ Túy Quyền. Nếu anh còn động đến giường thì tôi sẽ cho anh thử võ uống rượu này đấy. Coi như hôm nay hai chúng mày may mắn, lần sau còn gặp tao ấy, tao tiễn mày gặp ông bà ông vải đấy. Dương, em có sao không? Tôi không sao. Nhưng mà anh biết võ Túy Quyền thật đấy à? Không không, anh chém gió thế thôi. Anh xem phim thấy người ta nói đến cái võ đấy. Chứ thực ra thì nếu có học, anh phải học võ vô vị nam quê mình chứ. Đã thông minh rồi, còn yêu nước nữa. Từ chém gió vừa rồi, anh dùng cũng đúng hoàn cảnh nữa. Tôi thích anh rồi đấy. Anh cũng thích em. Nhưng mà người vừa rồi là ai? Sao họ lại đòi đuổi việc em?
Chuyện này dài lắm. Mà anh biết nhiều, tôi sợ anh lại bị liên lụy nữa. Không sao. Em ơi, trái đất vẫn tròn, dẫu trời có sập thì vẫn còn có anh. Câu này cũng đúng này. Câu từ của anh cũng tiến bộ hơn nhiều rồi đấy. Thế thì bây giờ em đã kể chuyện với anh được chưa? Thực ra thì chuyện dài lắm. Thôi anh ngồi đi, em sẽ kể cho anh nghe. Nghe nói là người yêu cô là Việt Kiều cho nên là khinh thường em trai tôi đúng không? Đó là chuyện riêng của tôi. Nhưng tôi cũng không khinh thường trưởng phòng gì cả. Là anh ấy đã chửi bới tôi và bạn của tôi trước chứ. Này, cái loại gái đĩ già mồm như mày đã đi lang chạ với đàn ông còn cãi à? Anh nhìn thấy tôi lang chạ lúc nào mà anh nói như vậy? Anh có quyền gì mà phán xét tôi chứ? Anh là trưởng phòng, là cấp trên của tôi. Tại sao anh lại nói chuyện với tôi bằng những lời lẽ thô tục như vậy chứ? Tại vì mày xứng đáng bị như thế. Thôi được rồi. Cô Dương, chuyện riêng của cô và em trai tôi thì tôi chưa tính đến. Nhưng mà còn chuyện công ty ý, tôi nghe nói lần này chủ tịch đến đây là vì có người gửi email nội bộ báo cáo với chủ tịch về sai phạm của chúng tôi. Mà người duy nhất ở cái công ty này biết và có gan làm chuyện đấy chỉ có mình cô thôi. Đúng, chính là tôi làm đấy. Nếu như hai người không có gì sai ý, thì việc gì phải sợ chứ. Giỏi lắm. Mày sáng cái mắt ra chưa? Tao bảo mày là đuổi nó đi thì mày không đuổi. Bây giờ thì chết vì gái rồi nhá. Lại còn kéo theo cả tao bị liên lụy nữa đây này. Tại chị làm việc không cẩn thận nên mới bị nó bắt thóp đấy chứ. Bây giờ chủ tịch đến đây thì mày tính thế nào? Thì đuổi việc nó đi, cắt hết đường liên lạc nội bộ của nó, xóa hết dữ liệu trong lab. Nó không có bằng chứng thì làm gì được mình. Chị cứ bảo với ông ấy là tại vì nó làm việc vô kỷ luật, bị mình đuổi việc, tức quá nên là tố cáo sằng bậy thôi. Mình mà lại phải thua một cái con nhân viên quèn thế này à? Anh đừng có mơ. Nếu như không gặp được chủ tịch ý, thì tôi sẽ không đi đâu hết. Nếu như bây giờ ấy, em đi theo bọn anh, em báo cáo lại với chủ tịch ý, là tất cả những gì em nói đều là bịa đặt, thì anh sẽ xin với chị anh cho em được ở lại cái công ty này làm việc. Mà kể cả như là em có bị đuổi việc đi nữa, anh cũng sẽ là người lo cho em. Tiền bạc vật chất ấy, không phải suy nghĩ luôn. Bỏ cái thằng Việt Kiều kia đi, yêu anh thế này. Anh đừng có mơ. Loại người như anh ấy, tôi có đi theo anh đi chăng nữa thì cũng được 3 bữa anh sẽ bỏ tôi mà thôi. Loại Sở Khanh như anh tôi còn lạ gì nữa. Biết thân biết phận thế là tốt đấy. Loại như cô ấy thì cũng chỉ để cho em trai tôi chơi bời thôi chứ yêu đương cái gì. Cô không bao giờ bước chân qua khỏi cửa nhà tôi được đâu. Cửa nhà chị thì hai người bước thôi, chứ ai mà bước theo thì người đó là người xui xẻo đấy. Mày có đứng đi làm cái gì nữa? Tiếc nuối gì cái loại đàn bà ngoa ngoắt này. Đuổi nó ra đi, không chủ tịch đến bây giờ. Cái con danh này, cho mày cơ hội mày còn không biết điều à? Bỏ tôi ra. Ai cho phép con người đuổi tôi vô cớ như thế? Bỏ ra. Đi ra ngoài. Bỏ ra. Về lối mà, bỏ cô ấy ra. Cái thằng này, ai cho mày vào đây đấy hả? Bảo vệ đâu? Không có mắt nào mà lại cho cái thằng danh vào đây. Cái gì đấy? Sao chị quát em? Này, mày có im không? Mày muốn chết à? Chủ tịch à, anh bảo là chiều nay anh mới đến. Sao bây giờ anh đã đến rồi á? Cái gì? Cái thằng đần độn này mà là chủ tịch á? Tao bảo mày im cơ mà. Hóa ra cách xưng hô mày tao là do giám đốc mì để dạy thạch niên này. Tôi thật không ngờ giám đốc công ty lại ăn nói như thế. Tật mất mặt cả cái công ty này. Tôi xin lỗi ạ. Anh là chủ tịch thật sao? Chính là tôi. Tôi cũng cảm ơn em vì không ngờ em chính là người đã gửi cái mail đấy cho tôi. Để tôi đã điều tra kỹ về hai con người này. Thật may là tôi đã biết trước những điều này và đã kịp thời ngăn chặn cho hai con rắn độc này ra khỏi công ty mình. Không có gì. Từ rắn độc ấy, anh dùng chính xác lắm. Chủ tịch ơi, là cô im miệng đi. Nếu cô muốn nói cái gì
Tỉ ấy xuống nói với tổng hàng kinh tế ở dưới kìa. Họ đang đợi ở dưới. Không không, chủ tịch ơi, em biết em sai rồi, em không muốn đi tù đâu. Anh tha cho em với à? Cả anh nữa, tôi cũng sẽ kiện anh thêm về tội hành hôn phụ nữ. Một người đàn ông như anh lại có thể đánh một người phụ nữ như thế này? Anh ơi, anh có thể nể tình em điều hành chi nhánh bao nhiêu lâu nay mà bỏ qua cho em nữa không ạ? Em sẽ trả lại hết tiền, với cả em sẽ xin nghỉ việc. Anh đừng cho em vào tù ạ. Người Việt có câu, làm điều phi pháp, tội ác đến ngày. Đáng nhẽ là các cô cậu là người Việt Nam, các cô cậu phải hiểu vấn đề này chứ. Công an đang đợi ở dưới rồi, và họ sẽ không về tay không đâu. Hai người mau đi đi, hay để tôi phải mời bảo vệ lên tiễn hai người đi. Cô bé xinh đẹp, em có muốn giúp anh điều hành cái chi nhánh này không? Thật chứ? Vậy thì anh chỉ cần trả lương cao cho tôi là được. Lương? Em muốn ăn bao nhiêu lương khô? Anh có thể dẫn em đi. Được rồi, chúng ta đi ăn lương khô. Alo. Tao vừa đến nhà lão Vũ rồi. Này, nhưng mà mày có chắc là nó làm ăn khấm khá lắm không đấy? Tao nhìn nhà nó cứ như là nhà cấp 4 ấy. Mày làm cái gì đấy ạ? Tính của em nóng bỏng à, cứ như là body của em nhỉ? Hả? Này, mày tưởng tao là cái loại con gái dễ dãi cho mày muốn tán tỉnh thì tán tỉnh đấy à? Anh Đách cần biết là cô em dễ dãi là khó khăn nhá. Nhưng một khi thằng này đã thích ý, thì phải được. Hiểu chưa? Bỏ ra. Vừa hay là hôm nay anh đang có hứng. Nhìn cô em thế này là anh biết rồi. Không, giao giá đi. Diễn mới chặt lại. Cô xin được cái này. Alo anh nghe đây. Vợ đi du lịch về rồi á? Đây đây, anh về nhà ngay đây. Rồi. May cho cô em là hôm nay anh có việc bận. Còn lần sau ấy không thoát được đâu. Nha. Loại như mày dám ra giá cho tao á? Tao là phải làm vợ chủ tịch. Lại hỏng xe rồi. My, có phải là My không? Anh là Vũ, ngày xưa học chung lớp đại học này. À, có phải là Vũ mà ngày xưa sống chết theo đuổi mình nhưng mà bị mình từ chối đúng không? À, xin lỗi nhá, mình vô duyên quá. Không có gì đâu. Mà dạo này My thế nào rồi? Thì cũng bình thường thôi. Bây giờ My đang buôn bán nhỏ. Tuy là không nhiều tiền nhưng mà tự do lắm. My đúng là vẫn cá tính như ngày xưa nhở. Thế còn Vũ thì sao? Vũ cũng mở được một công ty nho nhỏ. Làm ăn cũng bình thường thôi. Mà nếu mà My không chê thì vào nhà Vũ chơi đã. Không phải chê đâu, nhưng mà bây giờ My đang bận, lại còn phải dắt xe đi sửa nữa. Tự nhiên đang đi thì xe chết máy, chả biết làm sao nữa. Bây giờ cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, hay là để Vũ mời My đi ăn trưa, còn xe Vũ sẽ cho người xuống đem đi sửa hộ My. Thế thì làm phiền Vũ với cả mọi người quá. My tự làm được mà. Phiền hà gì đâu, lâu ngày mới gặp lại mà. Chốt như vậy nhá. Bây giờ Vũ dắt xe ra cửa công ty, rồi Vũ gọi trợ lý, còn mình đi ăn. Vậy nhá. Sao? Dạo này My với chạm bé thế nào rồi?
Em ăn đi. Đấy. Sao nhìn em có vẻ khó chịu thế? Đồ ăn không ngon à? Anh lại còn hỏi nữa. Anh nghĩ lại xem, yêu nhau cả tháng trời rồi, anh dắt em đi ăn nhà hàng được bao nhiêu lần? Suốt ngày ăn ở cái quán vỉa hè này, sắp cáu lên được. Anh tưởng là em thích. Lúc đầu chẳng phải là cái lúc mà em biết là anh thích ăn quán vỉa hè ấy, em bảo là chung sở thích mà. Thích cái cục đất ấy. Anh nhìn bạn bè em xem, đứa nào cũng được người yêu dắt đi du lịch nước ngoài nước trong. Ăn thì nhà hàng sang trọng, đồ Tây đồ Tàu, check in thì khách sạn 5 sao. Còn em thì sao? Suốt ngày dắt em đi ăn quán vỉa hè xong rồi ăn mấy cái đồ rẻ tiền này. Em nói gì mà khó nghe thế? Khó nghe ấy, nhưng mà đấy là sự thật. Mà anh thử nhìn lại mình xem, có ra dáng chủ tịch không? Người ta ăn mặc sang trọng còn chả ăn ai. Đằng này anh suốt ngày đi mua mấy cái đồ hàng chợ để mặc ấy. Điện thoại thì cùi bắp, xe thì đi xe máy. Nhưng mà anh thấy những thứ đó có quan trọng đâu. Quần áo mình mặc thì cứ thoải mái là được mà. Còn điện thoại ấy, điện thoại đã hỏng đâu mà tại sao phải thay? Anh vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện, vẫn hỏi han hết bình thường mà. Chắc tôi cần đấy. Còn xe máy nữa, em cũng biết là anh bị say xe. Bây giờ anh không đi được ô tô mà cũng không đi xe máy, chẳng lẽ anh đi xe đạp để đón em à? Này, tôi hỏi thật nhá, anh có đúng là chủ tịch một công ty không đấy? Em hỏi thế là có ý gì? Tôi muốn anh chứng minh cho tôi thấy tài sản của anh, xem là công ty anh to hay bé, làm ăn được hay lỗ. Thế nếu anh không đồng ý thì sao? Anh phải làm nếu như còn muốn tiếp tục yêu tôi. Có phải là em yêu anh là vì tiền của anh đúng không? Ngày trước, lúc mà anh không có gì trong tay, anh tỏ tình với em chẳng từ chối còn gì. Bây giờ em tiếp cận với anh cũng chỉ là vì tiền thôi à? Tôi không cần biết. Tóm lại, bây giờ tôi muốn xem anh có đúng là chủ tịch không. Tôi muốn xem sổ đỏ, tài khoản sao kê ngân hàng. Nói chung là tất cả những gì có thể chứng minh được anh là chủ tịch. Chứ còn anh như thế này, người ta nghĩ là anh phông bạt là nói điều đấy. Anh không quan tâm người ta nghĩ gì hết. Mà những cái việc vớ vẩn đấy, anh sẽ không bao giờ làm. Kể cả em có ép đấy ép nữa, anh cũng sẽ không bao giờ làm. Anh giỏi nhờ. Bây giờ người ta nói không biết tiếp thu, lại còn cãi nè. Thôi được rồi, của anh tắt đấy, tôi không cần. Chị làm gì đấy ạ? Mày không thấy mà còn phải hỏi. Cho dù là chị đang cãi nhau với người yêu, nhưng chị cũng đừng có mà đá thúng đụng nia như thế chứ. Đừng có mà phá hỏng quán của tôi. Này, mày nói cái gì cơ? Hả? Em im đi. Anh để im đấy. Còn con này nữa, tao đã phá hỏng bàn ghế của mày chưa mà mày bảo là tao phá đồ của mày hả? Em chưa nói là cái này nó bị hỏng, nhưng mà chị đừng có mà phá quán làm ồn ảnh hưởng đến người khác như thế. Thế bây giờ tao không đá bàn ghế nữa mà tao đá vào cái mặt mày nhá. Người ta đang bức xúc thì cho người ta giải tỏa một tí, làm sao mà cứ phải dồn lên như thế. Em mới là người đang dồn đấy. Anh im đi. Anh có bênh nó à? Anh dám bênh gái trước mặt người yêu anh à? Em nói linh tinh cái gì đấy? Lại còn không nữa à? Ngày nào cũng dắt người ta ra cái quán này ăn. Này, có phải là anh có tình ý gì với nó không đấy? Tình ý gì? Anh thích đồ ăn ở quán này hay là thích cái con đường đường này đấy? Chị im đi, chị không có quyền xúc phạm tôi đâu. Tao thừa cái quyền đấy nhá. Cái loại mà dùng thân để ve vãn người yêu người khác như mày, tao không đánh thì tao không chịu được. Này, em thôi đi. Được rồi, tôi đi. Cô người yêu của anh đúng là quỷ cái thật đấy. Mất mặt chị em chúng tôi quá mà. Mà anh có thể yêu được loại người như thế, công nhận là sức chịu đựng của anh cũng giỏi đấy. Tôi xin lỗi cô. Cô xem có gì hỏng hóc không thì tôi đền cho. Thôi không sao đâu ạ, hỏng thì cũng không có gì hỏng cả mà. Tôi cảm ơn nhá. Cũng định chia tay rồi nhưng mà cứ van xin khóc lóc mãi. Lại còn tặng tao cả mấy cái quần áo hàng hiệu, cả túi sách nữa, làm sao mà tao từ chối được. Chuyện con Mi này mà lại sinh ra là phải để hưởng thụ chứ. Mà thôi, lão sắp đến rồi, thế nhá. Thú của em đây. Meow, 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 meow.
Ui. Em có sao không? Sao với chẳng cái gì. Anh mà mua được ô tô thì có phải bây giờ không chịu cảnh đâm xe này không? Anh lái xe cái kiểu gì đấy à? Này, mày tính lắm mồm mà. Mày có dựng xe bố mới lên không? À, hôm nay mày không dựng xe lên đấm vỡ mặt con gì của mày đấy. Nào, tôi đến mua thứ ba này. 1 2. Bây giờ ấy, đề tiền. Cái gì? Anh lại còn bắt đền tôi nữa à? Anh mới là người đi sai đấy. Tao đếch cho biết ai sai đúng nha. Nhưng đền đất của tao, tao là chùm cho anh, tao là quyền, ok chưa? Mà mày thử nhìn xem nào. Cái xe của tao với cái xe của mày, xe nào giá trị hơn? Mày nhìn cái người mày với người tao, người tao chất lượng hơn hả? Anh... Người ta nói đúng rồi, anh còn định cãi cái gì nữa? Cô em mới cá quá nhờ. Sao em lại... Em nói không đúng à? Bây giờ anh thử nhìn lại anh xem nào. Chủ tịch mà ăn mặc thì cũng nặng, lôi thôi, lách xa lách thách ra. Điện thoại thì không có, xe thì đi xe máy. Có mỗi cái văn phòng thì cũng có mấy cái móng nhân viên ý. Này khéo có khi đấy chỉ là cái chỗ để cho mấy cái ông hay phong bạt như anh tụ tập thôi ấy nhỉ. Cô lại bắt đầu rồi đấy. Bắt đầu cái gì mà bắt đầu. Tôi chỉ đang dạy anh cách làm thế nào để cho ra dáng một con người thôi. Đây anh bảo. Em ấy ở bên cạnh cái thằng thất bại làm gì. Nhìn em ngon nghề này. Mua ấy à. Về với ai à? Được qua nhờ. Chân dài là phải đi với đại gia. Em biết điều đấy mà. Cô dám tán tỉnh thằng khác trước mặt tôi à? Tôi thừa cái dám đấy nhá. Tôi và anh bây giờ chia tay. Hai. Bây giờ mày đã nghe rõ cái gì chưa? Hả? À? Con bồ mày bây giờ là bồ của tao. Mày động đến nó là như mày động đến bố mày, con chó. Mày thích nói à? Láo với tao. Chào thằng bồ cũ thất bại nhá. Sao các người vào đây? Này, thế mày nghĩ là mấy cái thằng bảo vệ ngăn được tao à? Hả? Anh bảo nhá, lần sau thuê bảo vệ, thuê thằng nào làm được việc một tí, toàn mấy cái thằng chân yếu tay mềm. Anh này, người ta là chủ tịch phong bạt, lấy đâu ra tiền mà thuê người tử tế? Các người dám đánh người khác giữa ban ngày ban mặt, coi chơi bằng vung đấy à? Này, ở đây bố mới là ông trời, ok? Thôi anh, nói chuyện với cái loại ít học như này làm gì, tốn thời gian mà. Vào việc chính đi. Vào đi vào. Hôm nay vợ chồng anh đến đây, cái thứ nhất là để hỏi thăm tình hình công việc của chú dạo này công tác sao. Cái thứ hai là đến để thu tiền bảo kê. Tiền ông gì? Tôi chẳng liên quan gì đến các người cả. Đi đi. Sao lại không liên quan? Hả? Mày mở công ty trên đất của tao thì mày phải đóng tiền bảo kê, mày hiểu chưa? Đất nào đất của anh? Này, mày sổ mồm mày nói được câu ra tức là mày chẳng sống đúng không? Mày không thích yên ổn làm việc nữa đúng không? Tôi làm ăn đúng pháp luật thì chẳng có gì là không yên ổn cả. Chỉ có những kẻ làm ăn phi pháp như các người thì mới phải sợ thôi. Này, chỗ tình xưa nghĩa cũ, tao khuyên thật nhá, đừng có bướng nữa. Mày phải biết anh Hải là ai chứ. Tôi chẳng biết và tôi cũng không cần biết. Tôi nói lần cuối, mời các người ra khỏi đây cho. Này, thế bây giờ là mày thích tự giác nộp hay là vào viện? Anh chắc chưa? Anh nghĩ tôi sợ à? Hôm trước khác, hôm nay khác. Anh đừng có hầm mà bắt nạt tôi. Tôi đề nghị các người ra khỏi công ty của tôi. Mày nhớ bắt bố mày đó chó. Alo, cậu giúp tôi điều tra người này. Tôi sẽ gửi thông tin của hắn cho cậu. Gọi cả mấy anh em ở phòng bảo vệ đấy cho tôi. Không có phạt gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của họ thôi. Được rồi.
Có đây. Sao mày lừa tiền của tôi không? Cái số tiền ngớ ngẩn đấy, một xu tôi cũng không lừa cậu đâu. Mày chưa người của tôi à? Chỉ được có như thế thôi à? Tôi có quà cho cậu đấy. Mày, sao mày lại... Thanh niên sức dài vai rộng mà lại chỉ đi ăn trên mồ hôi xương máu của người khác thôi à? Người khác, người ta không tố cáo cậu, nhưng mà tôi, nhất định là tôi sẽ đưa cậu vào trại đấy. Đại ca em nghe đấy ạ. Thằng ngu này, mày còn não không đấy? Mày có biết thằng Vũ là ai không mà lại động vào? Đại ca, em biết sai rồi. Anh cứu em với ạ. Mày làm kinh động như thế, anh hưởng cả tới tao rồi. Giờ thân tao chưa là xong, cứu mày cái nỗi gì? Đi chết đi thằng góc chó. Đại ca. Anh Vũ ơi, em biết sai rồi ạ. Anh bỏ qua cho em lần này với. Em sẽ giả lại con bố. Chết rồi mà. Em sẽ giả lại anh chị My ạ. Vậy cái lúc mà những người nghèo khổ ngoài kia, người ta xin cậu bỏ qua, cậu có bỏ qua hay không à? Còn cái cô gái đào mỏ đấy à? Xin lỗi, tôi không còn hứng thú gì nữa đâu. Bây giờ cậu về nhà đợi giấy triệu tập của tòa án đi. Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn. Cậu biết tôi là ai rồi đấy. Đừng làm mất thời gian của tôi thêm nữa. Cẩn thận, tôi mà báo công an ấy, là lại thêm cái tội đột nhập trái phép đấy. Chủ nhật thế này chắc quán cô Sa đắt khách lắm nhờ. Đắt khách hay không thì tôi không biết, nhưng mà anh Vũ là mở hàng cho tôi đấy, nên là ngày hôm nay tôi mà có ế ẩm hay là đắt khách thì là bắt đền anh cả đấy. Thế cô Sa định bắt đền tôi thế nào đây? Hay là tôi làm nhân viên không công cho quán của cô nhá? Anh á, chủ tịch như anh thì làm sao làm được mấy cái việc tay chân như này. Việc gì học ấy thì cũng sẽ làm được thôi. Với lại ngày xưa tôi cũng làm đủ thứ nghề rồi đấy. Cô tìm tôi có việc gì? Em biết sai rồi. Mình quay lại nhá. Quay lại á? Mặt cô dày thật đấy. Từ lúc mà chia tay thì em mới biết là em không thể sống thiếu anh đâu. Cô không thể sống thiếu tôi? Hay là anh yêu của cô vào trại rồi cho nên cô mới quay về tìm tôi? Xin lỗi, tôi không phải là cái típ người mà thích khoe tiền của mình rồi thích đem tài sản của mình ra để khoe khoang đâu. Em không cần tiền của anh, em chỉ cần anh thôi mà. Thôi, đủ rồi đấy. Tôi sẽ không bao giờ bị cô lừa thêm nữa đâu. Cho nên ấy, bớt văn vở với tôi đi. Em... À, cái con hồ ly này. Hôm nay tao bắt được mày rồi nhá. Sao, lại đi mồi chài đàn ông à? Chỉ là ai, buông tôi ra. Còn hỏi tao là ai á? Nói cho mày biết nhá, tao là vợ thằng Hải đấy. Cái gì, vợ anh Hải á? Sao, lại bảo không biết à? Này, thôi đừng có diễn tiếp trước mặt tao. 10 cái con trà xanh ở ngoài kia ấy thì 4, 5, 6, 7, 8, 9 con nói là em không biết anh ấy có vợ rồi nhá. Cái bài này ấy, đừng có mà diễn với tao, biết chưa? Nhưng mà tóm lại là tôi với anh ý chấm dứt rồi. Thì bỏ tôi ra đi. Chấm dứt á? Chấm dứt thì làm sao? Nói cho mày biết nhá, chính vì dính vào cái loại hãm tài như mày là nó phải vào tù đấy. Hôm nay nhá, tao phải cắt gân, lột da mày ra. Lúc đấy ấy, mới hạ giận được. Thôi chị ơi. Mày là thằng nào? Bồ nó à? À không, tôi chỉ là người qua đường thôi. Nhưng mà chị đánh cô ta làm cái gì? Vừa bẩn tay cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, mà có khi lại còn bị kiện ngược lại đấy. Không đánh nó thì chả lẽ tha nó à? Hay là bây giờ chị đi kiện cô ta đi. Tội ngoại tình ý là cũng đi tù như kiểu ăn trộm với giết người đấy. Tôi thấy cô này đúng rồi đấy. Nếu mà cô cần giúp đỡ ấy thì cứ liên hệ với tôi.
con gái mà, làm cái gì thì làm, nhưng mà không được làm trà xanh. Alo, chủ tịch ạ. Dạ vâng, em đang đứng đợi anh trước sảnh đấy ạ. Vâng ạ. Mỗi chai nước thì kêu như bố chết mẹ chết. Con danh con đi không? Mày không có mắt à? Hả? Đầu mày không có não à? Cả chai nước to tuổi bố ném đầu tao. Này cái thằng danh kia, vừa nhìn là biết tao với mày không cùng đẳng cấp với nhau rồi nhá. Mà đương nhiên là tao phải có não rồi. Mắt tao cũng rất là sáng để còn nhìn rõ cái loại trẻ trâu như mày nữa chứ. À, cá quá nhờ, cứng đầu đấy. Đương nhiên là phải cứng hơn cái đầu mày rồi. Có mỗi chai nước thôi mà kêu chó thiến ấy. Mà ai bảo mày không đội mũ bảo hiểm, ngu thì chết bệnh tật gì. Này thì ngu này. Nào đau không? Hả? Thông hiểu chưa? Này. Mày chấp cả phụ nữ à? Này, cái loại mày là con quái thai ngầm giống như phụ nữ gì? Hả? Sao? Mày thái độ được không? Hay để tao bổ đầu mày như bồ củi bây giờ? Này, tao nói cho mày biết nhá, cái loại đầu gấu đầu mèo tao còn trị được, đừng nói là cái loại trẻ trâu như mày. Tốt nhất ấy là cút đi, đừng có làm con này mày điên lên. Ai dạ. Được đấy. Anh thì lại cứ thích làm cô em điên lên đấy. Sao? Trị được không? Không trị được ấy thì để anh. Hả? Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra. Sao? Anh nhìn cô em là biết cô em không phải cái loại gái bình thường rồi. Cô em cố tình ném cái chai nước vào đầu anh để gây chú ý với anh đúng không? Cái gì? Mày bị điên à? Mày nghĩ mày có giá thế à? Sao lại không nhở? Thôi, anh còn lạ gì nữa. Quần áo thì ngắn cun cơn à. Mặt thì loe loe son phấn thế kia. Em đứng ở đường nữa. Ôi, hợp lý. Ra giá đi. Tao nói cho mày biết nhá. Tao là giám đốc SVM đấy. Không phải là cái loại mày muốn đụng vào là được đâu. Giám đốc à? Có mà giám đốc ngành, mày hiểu chưa? Mày. Này. Xưng hô với khách hàng như thế à? Hả? Hả? Anh chiều. Tao giá đi. Coi như hôm nay tao xui đi. Đừng có mà dây con này nữa. Con chó này. Chủ tịch ạ. Cậu thanh niên kia là ai đấy? À, không có gì đâu ạ. Cậu ta cậy mình là con trai sức dài vai rộng định trấn lột em. Em sợ quá đạp cậu ta một cái xong rồi chạy luôn thôi ạ. Sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Để tôi. À, thôi, không cần đâu chủ tịch ạ. Mình cũng sắp muộn giờ họp với đối tác rồi, mình đi thôi anh. Mà cậu ta... Chủ tịch quen cậu ta ạ? À, không có gì đâu. Em gái anh chuẩn bị đi làm rồi đấy à? Còn sớm mà. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên em đi làm, em phải gây được ấn tượng tốt với các mọi người chứ. Muốn gây ấn tượng tốt ấy thì cứ bảo là em gái của chủ tịch, thế là được rồi. Nào, em đã bảo với anh là không được như thế cơ mà. Em muốn xem là năng lực của em đến đâu, chứ không phải là giữa anh trai của mình. Khá đấy. Mà sao em ăn mặc hay thế này? Anh nhớ là anh mua tặng cho em mấy bộ đồ hiệu rồi cơ mà. À, mấy cái bộ đồ đấy á, em bán hết rồi. Xong rồi em đem tiền đi từ thiện ở nhà tình thương. Đồ anh tặng ấy thì cứ mặc đi. Làm từ thiện thì mình vẫn làm mà. Nhà mình có phải thiếu thốn đến mức đấy đâu. Ý em không phải là như thế. Nhưng mà em nghĩ là mình cứ ăn mặc đồ bình thường, phù hợp với các hoàn cảnh là được rồi. Chứ bây giờ em cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường mà lại ăn mặc sang trọng quá thì lố lắm. Mà thôi, em đi làm trước nhá. Này, cô là nhân viên mới à? Dạ vâng ạ. Xách cái đống này vào phòng cho tôi nhá. Ơ, chị ơi. Chị ơi, đồ chị đây ạ, em để đâu được nhỉ? Để dưới đất. Vâng ạ. À, xong rồi thì em xin phép. Đợi đã. Sao thế ạ? Chị còn chuyện gì muốn nhờ em ạ? Cái gì? Nhờ á? Cô là cái thá gì mà tôi phải nhờ cô? Lời tôi nói là mệnh lệnh, mà mệnh lệnh thì khác với nhờ vả đấy, nghe chưa? Dạ vâng, em biết rồi ạ. Tiền công đấy. Tiền công gì cơ ạ? Chậm hiểu đến thế à? Không có não à?
Tiền công cô mang đồ từ ngoài kia vào trong này cho tôi chứ còn tiền gì nữa. Ơ, chị... Sao? Chê à? Ship có một tí mà người ta trả cho 200 mà vẫn còn chê được nữa à? Dạ không ạ. Ý em không phải là chê, nhưng mà em nghĩ là em không nhận số tiền này đâu ạ. Cô mà không nhận là cô đang coi thường tôi đấy. Mà tôi lại đang là giám đốc của SVM, còn cô ấy thì chỉ là... À, cô làm bộ phận nào nhỉ? Dạ, em tên là Tường San, là nhân viên mới. Em đang làm ở bộ phận tuyển dụng ạ. Nhân viên mới à? Bảo sao mà trông cứ như con nhỏ quê ấy. Chị nói sao cô ạ? Bớt cái giọng chất vấn đấy lại đi. Cô chưa đủ trình để hỏi tôi câu đấy đâu nghe chưa? Tóm lại, là cô mà không nhận là cô đang coi thường tôi đấy. Cầm tiền đi. Không phải đâu ạ, em không có ý coi thường gì chị. Nhưng mà em nghĩ là chỉ việc bê đồ từ ngoài kia vào đây mà em nhận số tiền này là không xứng đáng. Em cũng có lòng tự trọng của em mà. Đúng là lý lẽ của mấy con nhà quê. Cái lòng tự trọng này có mài ra ăn được không? Dạ thôi, dù sao thì số tiền này em cũng sẽ không nhận đâu ạ. Em xin phép. Cái loại nhà quê như mày cũng chê tiền à? Chê tiền chỉ có bốc cám mà ăn thôi con ạ. Thì tao xem mày sĩ diện đến bao giờ. Alo, mang hồ sơ của cô San, nhân viên mới phòng tuyển dụng vào đây cho tôi. Mày làm tao ngớ mất thì mày ngu rồi con ạ. Dạ, chị có chuyện gì thế ạ? Thế cứ phải có chuyện gì tôi mới được vào đây gặp cô ạ? À không ạ, em không có ý đấy. Ý em là chị có chuyện gì cần nhờ. À, chị có mệnh lệnh gì cần em làm ạ? Tôi là giám đốc ở đây. Tôi đang đi kiểm tra giám sát nhân sự, có được không? Vâng ạ. Mà sao hôi hám bẩn thỉu thế này? À, sáng nay là em có dọn qua phòng rồi đấy ạ. Nếu mà chị không thấy hài lòng thì để em gọi cô lao công đến dọn lại chị nhé. Tôi đang nói là nói cô ấy, mặt mũi thì xấu xí, quần áo này bẩn thỉu, cả người toát ra cái mùi rẻ tiền ấy, kinh chết thì được. Chị nói hơi quá rồi đấy ạ. Sao, cãi à? Sếp nói thì phải tiếp thu, còn nếu mà cứ mở mồm ra cãi là tao đuổi việc đấy nhá. Dạ, em biết là em ăn mặc không được đẹp như chị, cũng không được sang trọng như chị, nhưng mà em thấy quần áo của em cũng rất là phù hợp với là gọn gàng với là văn hóa công ty rồi mà. Cấm cãi nghe chưa? Đây là công ty lớn, có cả văn phòng ở nước ngoài, cho nên là cái gì cũng phải đẹp, cái gì cũng phải sang. Cô ăn mặc như thế này ấy không phù hợp. Mà tôi có thương thì tôi mới nhắc, chứ còn không ấy tôi đuổi việc lâu rồi. Dạ vâng, em xin lỗi ạ. Đợi ở đấy. À, chị làm gì đấy ạ? Cay quá. À, cái loại như mày ấy, phải dùng cái nước xịt phòng thì mới hết được cái mùi rẻ tiền này. Mặc vào đi. Em... Mặc vào, đừng để tao nói nhiều. Sắp có trò vui rồi đây. Thưa giám đốc, em thấy là bộ này nó cũng không phù hợp lắm đâu ạ. Tao bảo được là được. Mày phải mặc cái này trong lúc làm việc. Nhưng mà... Đừng có mà cãi tao. Mày phải hiểu là để ngồi được vào cái vị trí giám đốc này thì trình độ và mắt thẩm mỹ của tao phải cao đến đâu. Mà mày nghĩ tao rảnh hơi à mà đi lo cho cái việc ăn mặc của mày. Nói chung ấy là phải mặc cái bộ này, bởi vì tao cũng chỉ nghĩ đến bộ mặt của công ty thôi. Vâng, vâng ạ. Mà đừng có nghĩ đến việc cởi ra đấy nhá. Tao còn quay lại kiểm tra nữa đấy. Đăng lên nhóm của công ty để xem mọi người coi khinh mày như con đĩ không nhá. Cầm lấy. À, giám đốc, cái này là gì ạ? Cái này là để ngày mai mặc vào. Mày đã thấy giám đốc nào mà chu đáo như tao chưa? À, vâng, em cảm ơn ạ. À, đứng lên đi.
lau cho tao đôi giày. Sao cơ ạ? Điếc à? Lau cho tao đôi giày. Em xin lỗi, nhưng mà thực sự đây không phải là công việc của em. Việc của mày là làm giấy tờ liên quan đến tuyển dụng đúng không? Thế nhưng mà tao thấy mày làm không được việc. Bài đăng tuyển thì không có sức hút với ứng viên. Hồ sơ lọc ấy thì vớ va vớ vẩn như thế này. Tao đang tạo công ăn việc làm cho mày đấy. Bây giờ có lau không? Em đang không biết là em sai ở đâu thì chị có thể chỉ bảo được không ạ? Muốn người ta chỉ bảo ấy thì thái độ cũng phải thế nào chứ. Chủ tịch sắp đến làm việc á. Chết rồi. Thật thế đùa nhỉ. Ây chà, nhân viên đây em mặc bắt mắt quá nhờ. Chẳng thế. Anh đến nộp hồ sơ xin việc à? Không, anh đến hỏi cưới em. Anh muốn ứng tuyển vào vị trí nhân viên kinh doanh của phòng ạ? Ngoài làm nhân viên kinh doanh full time thì anh còn có thể làm chồng em part time. Được đấy, uy tín luôn. Tôi đề nghị anh nghiêm túc. Tôi còn đang băn khoăn tại sao anh lại có thể lên thẳng phòng tuyển dụng như này trong khi anh chỉ có thể để hồ sơ ở dưới phòng lễ tân. Không, có người mời lên đàng hoàng mà. Mà nhìn em nuột nà này, chắc là cũng đi đường tắt để vào đây à? Anh nghiêm túc đi ạ. Tôi thấy là hồ sơ này không phù hợp với công ty của tôi, nên là hẹn anh một dịp khác nhá. Sao ấy? Sợ xa vào lưới tình của anh cho nên em đuổi nhanh thế à? Nếu mà không còn việc gì thì mời anh đi cho ạ. Không, còn việc mà. Còn nhiều việc ở đằng khác. Anh làm cho gì đấy ạ? Còn danh con này. Có chuyện gì đấy? Nộp anh thôi. Dạ, anh này lên nộp hồ sơ xin việc, nhưng em thấy hồ sơ không phù hợp nên em đã loại, xong rồi anh ta giở trò ạ. Cô thôi đi, tôi còn lạ gì cách làm việc của cô nữa. Cô thấy hồ sơ của người ta hơn đất mình cho nên là ghen ghét muốn đuổi người ta đi chứ gì. Em không phải như thế đâu. Tôi nói cho cô biết nhá. Đây là người mà tôi bảo lãnh để đích thân lên đây nộp hồ sơ đấy. Thôi, không nói nhiều nữa. Tôi nhận cậu ta vào làm. Nhìn thấy có duyên ấy nhỉ. Vào phòng tôi một lúc nhá. Vào một lúc nhá. Nhá, nhá. Vào đi. Giám đốc cho gọi em ạ. Đừng gọi người ta là giám đốc như thế, nghe xa lạ lắm. Mà chúng ta gặp nhau ở đây coi như là cũng có duyên rồi. Người ta cũng nói là con gái mà hơn 3-4 tuổi thì cũng vẫn là đàn em mà. Ý My ở đây là duyên đồng nghiệp hay là duyên gì? Cái này thì còn tùy. Nhưng mà cậu Hải họ gì nhỉ? Tôi họ Vũ, làm sao? Họ Vũ thì là cùng họ với chủ tịch rồi. À, cái ông chủ tịch đấy á. Mà anh Hải đi làm có gặp khó khăn hay là áp lực gì không nhỉ? Có chứ. Vất vả mệt nhọc lắm, còn bị người ta chèn ép nữa cô. Thôi chết, ai mà lại dám chèn ép anh? Anh phải nói với em chị cho. Mà anh Hải là em trai chủ tịch, lại đi từ vị trí nhân viên lên, chứng tỏ là người rất có chí khí. Em rất thích đấy. Tôi ai mà chả thích. Với cả tôi hiếu học lắm, mỗi tội là ít kinh nghiệm với cả chưa đi làm nhiều. Không biết là giám đốc My đây có dành cho tôi một chút thời gian để dạy bảo nhỉ? Ai chứ, em trai chủ tịch là em giúp nhiệt tình. Thế tối nay anh có rảnh không ạ? Với My thì lúc nào cũng rảnh. Em đã kêu gọi được mấy anh chị trong công ty quyên góp cho em một ít quần áo mùa đông để mà em ủng hộ cho trẻ em miền núi rồi đấy.
em đang cho đồ vào thùng, xe tối nay em sẽ gửi đi luôn. Dạ. Bảo làm bé đường anh không chịu cơ. Bây giờ phải ở công ty khổ sở đi xin quần áo thế này. Này, quần áo nam ấy nhưng mà bán được đầy tiền. Tôi đang cần quần áo mùa đông để quyên góp cho người nghèo. Tôi thấy là quần áo này của anh không phù hợp nên là tôi xin phép không nhận ạ. Em có muốn kiếm tiền ủng hộ người nghèo à? Anh làm trò gì đấy? Bỏ tay ra! Ở đây là công ty đấy nhá. Thế không phải ở công ty thì em sẽ chiều anh à? Đi, đi về nhà anh, đi. Này! Thế về nhà cũng không thích, thế lại ở công ty luôn, nhờ? Anh nói cho em biết này, nói không phải khoe chứ, bây giờ ấy, giám đốc là người yêu của anh, anh còn giám đốc chống lưng rồi, anh lại còn là em trai ở chủ tịch nữa, thế thì ở công ty khác gì ở nhà đâu? Đi vào nhà vệ sinh đấy. Này anh làm trò gì đấy? Bỏ tôi ra! Con danh con này, rượu mời không uống thì cũng rượu phạt à? Hả? Chuyện gì mà ồn ào thế? Giám đốc à? Chuyện là thế này. Sáng nay tôi đến công ty làm thì thấy cô nhân viên đấy đã bày bừa một đống lộn xào lộn trộn đây này. Nói chung là làm việc riêng. Thế là tôi đến nhắc nhở thì cô ta bắt đầu lại thái độ, cho nên là tôi động tay cho anh tí thôi. Anh bịa đặt vừa thôi. Mọi chuyện chị chỉ cần check camera là sẽ rõ. Còn anh động tay động chân ở trong công ty như thế là sai rồi gì nữa. Ai bảo mày đấy là động tay động chân? Đấy là đang dạy dỗ nhân sự đấy chứ. Chị... Câm mồm. Cút ra ngoài cho tao. Chị hơi bị quá đà rồi đấy ạ. Con này được nhờ. Thế tao quá đà thì mày định cãi à? Mày có tin là tao đuổi việc mày không? Một người xấu xa như chị thì việc gì mà chẳng dám làm chứ. Nhưng mà tôi tin là công ty FVM sẽ không vô lý như thế đâu. Đây là công ty của tao, còn người yêu tao ấy thì lại là em trai của chủ tịch đấy. Công ty nào là công ty của cô? Chủ tịch. Cái gì? Ông là chủ tịch á? Sao anh lại hỏi như thế? Chả phải anh là... Là cái gì? Tôi chỉ có một đứa em gái duy nhất là Tường San đây thôi. Cô San là em gái của chủ tịch ấy ạ? Em tôi tưởng cô ấy chỉ là nhân viên quèn thôi mà, lại còn hơi quê mùa nữa. Là một giám đốc mà lại có cái thói khinh thường sỉ nhục người khác như thế à? Em xin lỗi, tại vì em thấy lần trước thái độ của anh với cả cậu Hải có gì đặc biệt cho nên em mới tưởng là... Tưởng gì? Tôi nhìn thấy cậu ta quen quen. Vì cách đây mấy ngày, cậu ta là người đâm phải tôi và còn dở trò ăn vạ đấy. Thế mà còn nhận vơ như đúng rồi ấy nhỉ? Tôi sẽ kiện anh. Kiện gì? Tôi chẳng kiện ngược lại tôi vì cái tội tự nhiên cô ấy vu tôi danh em ra chủ tịch thôi. Anh! Làm sao? Có trách thì trách cô ám của thôi. Với cả tự nhiên vào công ty được giám đốc ve ban thế đi, tao làm thích. Khốn nạn! Mày phải là khốn nạn đấy! Làm thế thôi đi! Công ty của tôi là chỗ rất là loạn đấy à? Em xin lỗi ạ. Anh ơi, em biết lỗi rồi. Mong anh tha cho em một cơ hội ạ. Tha cho cô? Cho cô cơ hội để cho nhân viên của tôi thêm khổ hơn à? Bây giờ thì tôi đã biết tại sao chế độ của công ty rất tốt, nhưng mà nhân viên của tôi thì nhất quyết xin nghỉ việc. Hóa ra là họ không chịu được cái người giám đốc tồi như cô đấy. Giám đốc ơi, tôi không biết gì đâu, tất cả tôi nghe theo bà mụ này, cho nên là anh bỏ qua tôi đi nhá. Mà bây giờ tôi cũng biết là tại sao em gái của tôi lại ăn mặc lố lăng khi đi làm để cho mọi người nhìn vào bàn tán. Hóa ra chính là do cô ép đúng không? Đấy là tại em quan tâm đến chuyện ăn mặc của cô San thôi. Em coi cô San là chị em của em thôi, cho nên là em mới... Bây giờ cô còn lươn lẹo được nữa à? Mà cô Vi này, tôi còn có một tội khác của cô còn lớn hơn nhiều đấy. Có phải chính cô là người đã bán tài liệu mật của công ty cho một công ty khác có tên là Vivo đúng không? Em không... Cô có biết công ty đấy là của ai không? Công ty đấy là do tôi thành lập đấy. Tôi cố tình thành lập ra để lật tẩy những người có bộ mặt xấu xa như cô đấy. Chủ tịch ơi, em biết lỗi rồi, anh tha cho em ạ. Em nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho công ty mình ạ. Anh ơi, mong anh bỏ qua cho em. Em từ đầu đến cuối là chỉ nghe theo ba cô ấy, chứ em không biết một cái gì cả, em nói thật ạ. Với cả cái lỗi của em nó là lỗi nhỏ, anh bỏ qua cho em. Lỗi nhỏ? Cậu làm nhục em gái tôi mà là lỗi nhỏ à? Tội trạng của các người ra tòa mà giải quyết. Còn bây giờ
Các người chính thức bị đuổi việc. Anh ơi, anh nể tình em bao năm nay cống hiến cho công ty, anh cho em một cơ hội đi ạ. Cơ hội cuối cùng của hai người đấy. Bước ra ngoài, đừng có để cơ hội bảo vệ. Mà tại sao có những chuyện như thế này mà em không nói với anh? Thôi, anh sẽ bê cái thùng đồ này ra ô tô giúp em. Em cảm ơn. Dọn cái đống này đi nhá. Vâng. Này, chả hiểu trong đầu anh nghĩ cái gì nữa. Đi xe về thì cũng không đi, thuê taxi cũng không thuê. Bắt người ta đi bộ từ đầu làng về đến đây. Còn có một đoạn nữa là về đến nhà anh rồi. Nhanh lên, em gái đang đợi cơm đấy. Đã đi bộ rồi còn đi nhanh. Từ từ thôi, đợi em với. Hay là anh thuê xe cho em về để mỏi chân lắm rồi. Chẳng phải lúc ở trên thành phố, hai vợ chồng mình đã thống nhất là sẽ đi bộ vào làng còn gì. Mọi người trong làng này ai cũng bình dị hết. Hai vợ chồng mình mà đi ô tô về, có khác nào là khoe của đâu. Thì đúng là em đồng ý, nhưng mà có của thì khoe chứ. Bây giờ mấy cái người nông dân đấy làm gì của đâu mà khoe. Làm gì có quyền phán xét vợ chồng mình. Mà vợ chồng mình đi xe của vợ chồng mình, cũng đi xe của ai đâu mà phải lo. Anh cũng đồng ý với em. Nhưng mà anh cũng muốn đi bộ như thế này ấy, để tiện gặp mọi người thì còn chào hỏi nhau nữa chứ. Không, em thích đâu. Thôi, đưa hành lý danh sách cho. Em đi đâu, em mỏi chân lắm rồi. Thế đây là để anh bóp chân cho em nhá. Không, bóp biết cái gì hết. Tự nhiên đang ở trên thành phố, sướng như thế thì không ở. Rất díu nhau về quê còn bắt người ta đi bộ nữa. Em cũng thấy là ở quê này mọi thứ đều rất là tốt à. Không khí trong lành, lại còn không có công việc nữa. Thoải mái hết cả đầu óc. Đây là nơi đã nuôi khôn lớn đấy. Sau bao nhiêu năm lên thành phố đi làm, lâu lắm rồi anh mới có dịp về quê đấy. Em chả thấy cái vùng quê này có cái gì đặc sắc cả. Em mà biết quê anh tồi tàn như này á, còn lâu em mới về. Thôi, cho anh xin lỗi vợ yêu. Đi. Sàn ơi, anh về rồi đây. Ơ, hai anh chị về rồi ạ? Hai anh chị đi bằng cái gì? Sao không bảo em ra đón? Thôi, sức khỏe em thế này, cứ để anh chị tự đi về cũng được mà. Dạ. Vừa mới về đến cửa đã gặp ngay bà anh chồng mặt nhăn mày nhó rồi. Ra ra làm sao? À, em xin lỗi. Chắc là tại cái lưng của em nó đang đau nên là sắc mặt của em không được tốt. Mà chị My đi đường về có mệt không? Để em lấy nước cho chị nhá. Nói vớ va vớ vẩn. Đi đường xa như thế tôi còn đi bộ nữa, đương nhiên là phải khát nước rồi. À vâng, thế để em lấy ạ. Thế anh Vũ muốn uống nước không? Em lấy luôn cho. Thôi, em cứ ngồi đấy, để cho anh chị tự nhiên. Còn em nữa, cái xa nó đang đau lưng như thế này, em về không chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe nó lấy một câu. Nó là em gái anh, là người trong nhà, chứ không phải là ô xin đâu mà em sai vặt nó. Chào cô. Kìa anh Vũ, vợ anh đi đường xa về mệt, anh không thương vợ ấy thôi, lại còn của trách chị ấy nữa. Thôi, hai người ngồi xuống đây chuẩn bị ăn cơm đi. Cơm nước em vừa mới nấu xong đấy, không biết là có hợp khẩu vị với anh chị không? Tất nhiên là hợp chứ. Cơm em nấu từ xưa đến giờ ấy, bao giờ cũng là cái món anh thích nhất đấy. Cà chua ngon thật đấy. Anh là anh thích ăn cà chua lắm đấy này. Em biết là anh thích ăn cà chua nên là sáng em ra đồng em đã hái về đấy. Mà nhá, cà chua này sạch lắm, em không phun thuốc gì đâu, tự tay em trồng đấy. Nước này là em cũng đã rửa 3 lần rồi. Đúng thật, cà chua ngon thật sự luôn đấy. Mà chị My muốn ăn không? Chị ăn thử cho biết vị của quê. Mà tôi không ăn mấy cái đồ rẻ rúng này. Tôi có anh ăn hoa quả nhập khẩu ở siêu thị rồi. Nhưng mà chắc là cô chưa bao giờ được ăn đồ đắt tiền như thế đúng không? À, mấy cái đấy em cũng được ăn rồi chị ạ. Anh Vũ có mua cho em ăn rồi mà. Biết thì tốt. Cho dù là có xấu xí ấy, nhưng mà cũng là em gái của chủ tịch. Đừng có soàng xĩnh quá, không người ta cười vào mặt cho đấy. My, anh đã bảo em nói chuyện với em gái anh phải có chừng có mực cơ mà. Bây giờ anh đang ở đây, em còn nói chuyện như thế, thế lúc anh vắng mặt thì sao? Em... À, thôi, không sao đâu anh Vũ ạ. Mà hai anh chị vào ăn cơm đi. Cơm em vừa mới chuẩn bị xong rồi mà. À, nhưng mà lần này anh về là có tin vui muốn báo với em đấy. Sao ạ? Chẳng nhẽ em có cháu rồi ạ? Chưa, chuyện con cái
thì vợ chồng anh chưa nghĩ đến đâu. Nhưng mà anh lên thành phố lập nghiệp mấy năm nay rồi, cũng có một chút vốn liếng, cho nên anh đang định mở một công ty con mà đặt trụ sở ở quê mình luôn đấy. Ôi, thật ạ? Thế tốt quá. Chính vì là mở công ty con ở quê mình, cho nên anh cũng tính là hai vợ chồng anh sẽ chuyển hẳn về quê để ở với em luôn. À, anh nói cái gì cơ? Sao lại về đây sống rồi như nào? Chuyện này anh đã nói chuyện với em rồi, em cũng đồng ý rồi cơ mà. Em quên à? Lúc đấy là em đang lướt web không để ý. Em nghe loáng thoáng anh nói là về quê vài hôm, em lại tưởng là chỉ ở đây mấy hôm thôi xong rồi về. Ai ngờ là anh định sống ở đây lâu dài thật đấy à? Phải, anh có ý định về quê là để cho hai vợ chồng mình được sống bên cạnh cái San, tiện chăm sóc, quan tâm cho nó luôn. Cái San nó là em gái của anh, ngày xưa ấy, nó phải đi làm thêm để nuôi anh ăn học đấy. Cho nên đi làm nhiều quá ấy, thành ra xương cốt nó có vấn đề. Bây giờ cái bệnh đau lưng nó thành mãn tính rồi đấy. Thế thì sao? Anh nói với em để làm cái gì? Vì anh đã thành lập công ty con rồi, cho nên hiện tại anh cũng hơi bận một chút, phải đi đi về về liên tục. Tạm thời trước mắt ấy, thì em chuyển về quê ở với cái San đi. Anh lo chuyện công việc xong khoảng 1-2 tháng nữa thì anh sẽ chuyển hẳn về đây luôn. Cái gì cơ? Nếu mà anh quyết định như thế được thì tốt quá. Em cứ nghĩ là anh đi làm trên thành phố, cưới vợ rồi sinh con trên đấy cũng sẽ quên mất cội nguồn của mình. Nhưng mà không ngờ anh lại trở về quê như này. Bố mẹ ở dưới suối vàng mà biết được chắc là tự hào về anh lắm. Dù sao ấy thì anh đã cũng thành lập công ty rồi, nên là cái chuyện về đây ở ấy, nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh ơi, em thấy là chuyện này mình cứ từ từ rồi tính được không? Chuyện này anh đã quyết định rồi. Dù sao thì anh cũng đã thành lập công ty rồi mà. Anh vừa phải lo chuyện công ty, còn cũng phải vừa chăm sóc cái San nữa chứ. Mà chị My này, em nghĩ là nếu mà chị lo về quê chị không quen thì chị yên tâm đi, ở đây có em rồi mà. Nên là chị mà bỡ ngỡ hay là không quen cái gì ý, thì chị cứ hỏi em nhá. Nhưng mà tôi về đây sống với cô thì tôi sống kiểu gì? Ở đây cũng không có giúp việc nữa, rồi mấy cái chuyện dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, giặt giũ thì ai làm? À, cái đấy chị không phải lo đâu. Bình thường mấy chuyện đấy em vẫn tự làm mà. Mà em còn nghe anh Vũ nói là chị không biết nấu ăn đúng không? Nên là về đây ý, có cái gì không biết để em chỉ chị. Mà nhá, em còn biết làm bánh nữa. Chị có muốn học làm bánh không? Ai mà thèm học cái đồ nhà quê như cô. Cô San thông cảm nhá. Vợ anh ở thành phố từ xưa đến giờ rồi, cho nên nhiều thứ còn đành đoàng lắm. Nếu có gì không biết ý, thì em cứ chỉ bảo nhá. À, em cầm thẻ ATM của anh đi. Thỉnh thoảng ấy, anh sẽ gửi tiền vào đây. Em cứ lo chi phí cơm nước, rồi chi phí nhà cửa nhá. Dạ. Thế bao giờ thì anh đi công tác tiếp đấy? Chắc là sáng mai anh lại đi thôi. Lần này anh đi khoảng 1-2 ngày anh lại về. Em ở nhà ấy, để ý cái San một chút. Sức khỏe của nó không tốt, cho nên giúp đỡ nó. Đừng để nó làm việc quá sức nhá. Vâng. Từ bây giờ có tôi rồi, cô không phải lo những chuyện đấy nữa đâu. Anh Vũ lo cho cô lắm đấy. Anh ấy còn định thuê giúp việc cơ, nhưng mà tại cô không đồng ý cho nên anh ấy mới thôi đấy. Dạ vâng, tại vì em ở quê nên là em không có tướng bà chủ. Mấy chuyện vặt vãnh đấy bình thường em vẫn làm mà, nên là cần gì phải tốn kém đâu. Thôi, cả nhà mình vào ăn cơm đi, anh đói quá rồi đây. Vâng, hai anh chị vào đây. Em ở nhà nhớ những lời anh dặn, không được dở cái thói tiểu thư ra, rồi xích mích với cả cái San nghe chưa? Em biết rồi, anh cứ làm như là vợ anh khó tính lắm không bằng ấy. Ôi thôi chết rồi, còn thiếu một lọ kem chống nắng nữa, để em chạy ra mua cho anh nhá. Thôi, ở trên thành phố ấy, anh đi mua cũng được mà. Việc gì phải vất vả như thế, anh cũng lớn rồi, cũng tự chăm sóc được bản thân cho mình mà. Trời ạ, nhưng mà em là em gái của anh mà, bây giờ em không chăm sóc rồi thương anh thì ai thương anh này? Anh biết rồi, mà em ấy ở nhà cứ chi tiêu thoải mái nhá, không phải tiết kiệm đâu. Thiếu bao nhiêu anh lại gửi cho. Để em gọi xe cho anh nhá. Thôi, anh muốn đi bộ thắm làng quê mình thêm tí nữa. Anh đi cẩn thận nhá. Anh đi nhá. Nhìn ít thôi,
cô có nhìn rớt cái mắt ra ấy thì anh cũng đi rồi. Tại sao giọng điệu chị lại khác thế ạ? Hay là chị bị ốm à? Để em đi mua thuốc cho. Tôi chả ốm đau cái gì cả. Mà cô giả vờ cũng giỏi thật đấy. Đau ốm cái kiểu gì vừa thấy đi một cái là bình thường ngay được. Lại còn lừa anh trai cô đưa cho cả cái thẻ ATM nữa. Sao chị lại nói như thế ạ? Cái thẻ ATM đấy là anh Vũ đưa để em lo việc chi tiêu sinh hoạt trong nhà cho hai chị em mà. Nói tóm lại là cô đưa thẻ đấy đây. Chị cần cái thẻ đấy làm gì ạ? Thôi, tôi không vòng vo với cô nữa. Anh cô ấy về đây chả phải là để mở công ty hay là cái gì đâu. Anh ấy đang trốn nợ đấy, vỡ nợ rồi. Chả qua là ra oai thế với người khác thôi, với cả là để cho bọn chủ nợ thấy để bọn nó thư thư cho thời gian mà chạy vậy thôi. Sao lại như thế được ạ? Nếu mà có chuyện như thế, sao anh Vũ lại không nói với em? Anh Vũ còn bảo là công ty đang phát triển tốt lắm mà. Cô giúp được cái gì cho anh ấy mà bảo anh ấy phải nói? Nói tóm lại, bây giờ nếu mà muốn giúp thì đưa cái thẻ đấy đây cho tôi. Tôi còn chắt bóp xong rồi là giúp anh ấy trả nợ. Dạ vâng, để em đi lấy ơi chị. Thẻ đây ạ. Chồng tôi nợ nần nhiều lắm đấy. Nếu mà không gom góp trả sớm ý, lúc đấy lãi mẹ đẻ lãi con có mà giả bằng rời. Chết thật. Như thế thì em phải làm sao đây ạ? Cô nói là cô không có dáng làm bà chủ đúng không? Mà vừa hay tôi cũng thấy thế. Cô thì lại hợp với cả người làm thuê hơn đấy. Tôi đang thấy là ở xã bên cạnh ý, người ta đang tuyển cụ Hồ đấy. Một ngày làm được 150. Thế thì một tháng cô làm cũng phải được hơn 4 triệu. Nếu mà chắt bóp vào thì chắc cũng được khá khá đấy nhỉ? Dạ vâng, thế thì để em đi xin làm thử ạ. Nhưng mà nhớ nhá, không được hé răng nửa lời nào với anh Vũ nhá. Anh ấy giấu chuyện nợ nần với cô ấy cũng là vì thương cô. Lo cho cô thôi, cô cũng thừa biết điều đấy còn gì. Dạ vâng, em biết rồi. Có sao đấy à? Ôi mệt quá đi nghỉ một lát đi chứ đừng cố quá, anh quá cố đấy. Anh Hải đây ạ. Tôi đã nhận tiền của anh rồi thì tôi phải làm cho đến nơi đến chốn chứ. Làm sao mà làm việc à ơi được. Như thế thì ảnh hưởng đến tiến độ đấy. Ôi trời ơi, cố quá làm gì. Nếu mệt quá đi về nhà nghỉ ngơi một hôm đi. Chứ đừng có mà ấy quá lại mệt ra đấy. Không sao đâu, tôi cố gắng được mà. Mà tôi không hiểu sao cô con gái chân yếu tay mềm mà lại còn đau lưng nữa. Cái người nhà cô đâu mà để cô đi làm cái công việc vất vả thế này. À, tại vì tôi đang muốn đi làm để kiếm tiền giúp anh trai tôi. Anh trai tôi đang nợ nhiều lắm. Nếu mà không có tiền ý, thì làm sao mà lo được tiền ăn, tiền uống rồi tiền nhà cửa. Đến mức đấy cơ. Hay là bây giờ như này đi. Tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc nhẹ nhàng hơn. Đấy là hàng ngày sẽ có người họ mang nguyên vật liệu xây dựng đến. Cô chỉ cần nhập hàng này, kiểm kê, ghi chép vào sổ sách cho tôi đầy đủ là được. Sao? Thật thế à? Thế tốt quá. À đúng rồi. Đâu nhỉ? Đây. Hôm nay cũng cuối tháng, tiền lương của cô đây. Dạ, tôi cảm ơn. Ơ, anh ơi, hình như là anh đưa thừa rồi này. Không thừa đâu, tiền thưởng thêm cho việc cô chuyên cần đấy. Anh tốt quá, tôi chưa bao giờ gặp được một người chủ thầu tốt như anh đấy. Rồi, thế bây giờ gặp được rồi đấy. Thôi, cũng đến giờ về rồi, sắp xếp một tí tôi nghỉ ngơi đi nhá. Dạ, tôi cảm ơn. Đừng có cố quá nhá. Vâng ạ. Anh ấy tốt thật đấy. Anh có mệt không? Để em cầm cho. Anh cũng không sao. Đi vào nhà đi. Anh Vũ. San về rồi đấy à? Em đi đâu đấy? Em đi chợ mua ít đồ ăn thôi. Mà chuyến đi công tác của anh lần này có thuận lợi không? Tất nhiên là thuận lợi rồi. Đối tác rất là hài lòng với dự án lần này của công ty anh. Thế là tốt quá. Mà em mua gì đấy? À, em có mua một ít táo ấy mà. Với cả thịt bò nữa. Thịt bò á?
sao cô lại có tiền mua thịt bò? À không, ý em là sao lại phải tốn kém như thế này? Ừ, anh thấy chị My nói đúng đấy. Tiền anh gửi cho em ấy, cứ giữ lại một ít mà chi tiêu cho bản thân. Còn không nhất thiết là phải đưa hết vào mâm cơm thế này đâu. Thiếu ấy, anh lại gửi thêm cho. Anh buồn cười, làm sao mà thiếu được? Tháng nào mà anh chẳng gửi cho em 8 triệu. Thôi, vào nấu cơm đi. Dạ. Ô bạn trẻ, ui giời quý quá quá. Ui bây giờ mấy năm không gặp oách nhờ, chủ tịch SBM này. Tính ra ông đang là cấp trên tôi đấy. Ông cứ nói thế nào chứ, tôi chỉ xếp xó thôi. Ông cứ kiềm tốn. Này, tất cả chỗ thầu là đều trong dự án của ông hết. Tôi chỉ là cái quản lý nhỏ nhỏ, chả là cấp dưới là gì. Nhưng mà nói đi phải nói lại đấy, ông vẫn còn phong độ lắm. Ra đường có khi người ta còn nhầm tôi với ông là chú cháu đấy. Ui giời, chú cháu nói gì. Này, mà tôi bảo nha, cái công trình này tôi đi đưa ông đi tham quan hết cho anh đấy, đúng không? Cái quả đầu tư này của ông vào đây nhá, ông chỉ có hơi to thôi, thật luôn nhá. Các nguyên vật liệu làm tôi toàn làm hàng đảm bảo uy tín chất lượng đấy, mà nhân công làm việc thì tận tụy, không lo một cái gì cả đấy, không đấy, quả đầu tư của ông là an toàn. Ôi, có người gất kìa. Ui giời, cô ấy đã bảo là đừng làm quá sức anh cần. San, ui giời, San cô, San, San ơi, San, ui giời, San ơi, San ơi, để tôi đi gọi người. San ơi. San. San. San, em có sao không? Em không sao đâu. Chẳng qua là em hơi mệt nên là em mới bị ngất thôi. Em đừng có giấu anh nữa. Bác sĩ đã nói hết với anh rồi. Em do làm việc quá sức nên bị lao lực, lại còn ăn uống thiếu chất cho nên mới ngất ra, đúng không? Tôi chả hiểu cô ấy, cô San ạ. Cô là em của anh Vũ. Anh Vũ anh điều kiện như thế mà tại sao cô vẫn phải ra ngoài có làm việc vất vả như thế nhỉ? Ông nói như thế nghĩa là sao? Thôi, hai anh nói nhỏ thôi, ồn ào quá. Để cho cái San nó còn nghỉ ngơi nữa. Sao nhìn em thấp thỏm, mặt mũi sám ngoét thế kìa. Thế cô còn ông anh nào nữa hả? Nhưng bởi vì hôm trước tôi hỏi cô ấy bảo là cô ấy có ông anh đang bị phá sản. Cô ấy phải làm, đến ốm cô vẫn phải làm để mà giúp ông ấy trang trải cuộc sống. Thế ông có biết gì à? Nhà tôi chỉ có hai anh em. Chuyện này là sao hả San? Anh Vũ, anh không cần phải giấu em nữa đâu. Em biết cả rồi. Chị My đã nói với em là công ty của anh phá sản. Xong rồi bây giờ anh nợ nần chồng chất, nên là em mới phải đi làm để có tiền trang trải cuộc sống sau này cho anh, rồi giúp anh trả nợ nữa. Tại sao những chuyện như này anh không nói cho em biết? Chúng mình là anh em cơ mà. Hóa ra là cô à? Không phải đâu. Anh em giải thích chuyện không như anh nghĩ đâu. Cô lừa em gái tôi để cho nó phải đi làm nặng nhọc. Thịt cô ăn, hoa quả cô ăn, tất cả là sức lao động của nó đấy. Cô bòn rút sức lao động của nó như thế mà cô không thấy xấu hổ à? Tại vì là em thấy San nó ở nhà rảnh rỗi quá cho nên là... Anh Vũ, chuyện này là sao? Sao anh lại mắng chị My như thế ạ? Cô ta là cái loại dối trá. Cô ta đã lừa anh em mình lâu lắm rồi đấy. Hóa ra là cô bịa ra cái chuyện này để bòn rút sức lao động của San à? Em biết sai rồi. Anh tha cho em lần này. Em trả lại anh cái thẻ này. Anh tha cho em với nhá. Tấm thẻ này, mấy tháng nay cô vẫn cầm, cô vẫn rút tiền, vẫn tiêu. Bây giờ cô trả lại cho tôi, cô không thấy xấu hổ à? Em biết sai rồi mà. Em không ngờ là em gái anh lại cả tin lên thế. Em chỉ định đùa nó một chút thôi mà. Đùa? Cô lấy sức khỏe của em gái ra để đùa? Tấm thẻ này cô cứ cầm đi, nhưng mà sẽ vô ích thôi. Bởi vì từ giờ trở đi, tôi sẽ không gửi thêm bất cứ một đồng tiền nào vào đây nữa. Cô chuẩn bị mà ký đơn ly hôn đi. Anh ơi, anh đừng bỏ em mà. Bây giờ không có tiền, cũng không ai nuôi em, làm sao mà em sống được? San ơi, chị xin em đấy, em nói giúp chị được không? Cô đừng có mà nói nữa. Tôi sẽ không bao giờ tin cô nữa đâu. Ủa, công anh trai tôi yêu thương với là tin tưởng cô, thế mà cô lại nỡ đối xử với tôi như thế à? Anh ơi,
anh này, tình nghĩa vợ chồng chúng ta bấy lâu nay mà anh tha cho em nhá. Cô thôi đi. Tôi không bao giờ chấp nhận cái loại vợ dối trá, gian xảo, độc ác như cô đâu. Hải, giúp tôi đưa cô ta ra ngoài đi, để cho em gái tôi nghỉ ngơi. Cô mau đi đi. Anh ơi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, anh làm khổ con gái thế. Đi ra ngoài. Em nghỉ đi. Lâu thế. Em làm gì mà lâu đấy, anh đợi nãy giờ rồi đấy. Tại em đang trong giờ làm việc. Em ra ngoài thì phải xin phép phòng hành chính nhân sự. Công ty em nhiều quy định lắm, nhưng mà em phải tuân thủ anh ạ. Đi làm sao cho em mệt mỏi nó rắc rối đấy nhở. Ra ngoài phải xin phép như là đi học sinh ấy. Hôm nay anh hẹn em ra đây có việc gì không? Nếu mà không có việc gì quan trọng ấy thì em phải lên làm việc tiếp đấy. Này Tư, cả tuần không gặp nhau rồi mà em không thể tình cảm anh hơn một tí à? Em xin lỗi anh người yêu đẹp trai của em ạ. Tại vì lần này công ty em sắp ra sản phẩm mới, vậy nên em cứ bận lu bù hết cả lên ấy. Nhưng mà em hứa với anh là sau 2 tháng nữa ấy, em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho anh. Thế anh bảo có tiền không cho anh vay? Vay tiền á? Anh lại thiếu tiền à? Rõ ràng là tháng trước em đã gửi cho anh rồi mà. À không, phải 3 tháng rồi em đều gửi tiền cho anh. Tại sao dạo này em làm việc gì mà cần nhiều tiền thế? Thì cái công việc của anh là đầu tư thứ là cần một khoản. Và xoay ở đâu cũng có, người thân bạn bè cũng chả ai có. Bây giờ chỉ mình em thôi. Em làm ở công ty lớn thế này chắc là lương thưởng từ cao lắm đúng không? Chẳng lẽ em lại tiếc anh? Em không tiếc, mà là em lo cho anh thôi. Anh làm ăn hay đầu tư gì à? Hay là anh cứ nói với em đi, nhỡ đâu em lại giúp được anh thì sao? Giúp làm sao đâu mà giúp. Đàn bà con gái các em thì biết cái gì với công việc của anh mà giúp. Em có phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc hay là em gái chủ tịch chủ tủng gì đâu mà ra giá với anh. Anh nói gì thế? Anh xin lỗi. Tại vì công việc của anh nó bề bộn nên là chưa đâu vào đâu, là anh bị stress quá. Thôi em có tiền thì cho anh vay đi, anh chắc chắn sẽ trả đủ. Hay là anh có muốn đổi việc không? Chứ em thấy anh làm công việc này không được ổn định cho lắm. Công việc của anh thì nó sẽ được gặp nhiều người, quen biết rộng. Mà có khi gặp được bà nào giàu giàu bài bao nuôi. Cái gì? Anh nói cái gì cơ? Ý anh là dạo này em gầy quá, anh xót cho em thôi. Thôi có tiền không cho anh vay đi. Anh cầm lấy đi. Nhưng mà trong thẻ này của em cũng chỉ có 30 triệu thôi. Thôi anh cầm lấy mà lo công việc. Không phải là lúc nào em cũng giúp được anh đâu. Tại vì em cũng chỉ là người đi làm công ăn lương thôi mà. Thôi anh biết rồi, cảm ơn em yêu nhá. Em đi trước đây. Xin lỗi chủ tịch, em lên muộn ạ. Mà sao nhìn mặt mũi ấm tái đấy kia, lạnh à? Dạ vâng, em vừa xin phép ra ngoài xuống dưới kia gặp bạn trai một chút. Trời gió to quá mà em không chịu được lạnh. Cái cậu bạn trai mà đợt trước em nói với anh ấy, cậu ta làm nghề gì ấy nhỉ? Dạ anh ấy là quản lý ở quán karaoke ạ. Anh không ưng với cậu bạn trai này lắm đâu. Môi trường nghề nghiệp của cậu ta anh thấy không được ổn. Thật ra thì mỗi người mỗi nghề, ổn hay không ấy, chỉ người trong cuộc mới biết. Nhưng mà anh có cảm giác là cậu ta không phù hợp với em gái bé bỏng của anh đâu. Anh Hải là một người thật thà, em rất tin tưởng anh ấy. Hay là có chuyện gì à? Em ấy, em gái của anh là một cô gái ngây thơ, quen được gia đình bao bọc rồi. Em không hiểu hết được lòng người ngoài kia đâu. Với lại cậu ta có là người xấu thì cũng đâu có viết chữ xấu lên mặt đâu, đúng không? Nhưng mà chuyện này thì anh không phải lo ạ. Tại vì anh Hải không biết em là em gái của chủ tịch đâu. Anh ấy vẫn chỉ nghĩ em là một cô gái bình thường, đi làm hành chính, sáng đi tối về, lương ba cọc ba đồng thôi. Vậy nên là không có chuyện anh ấy lợi dụng em để nhòm ngó tài sản của mình đâu ạ. Thế vừa rồi cậu ta hẹn em ra ngoài để làm gì vậy? Thì
anh ấy đang gặp khó khăn nên em giúp đỡ anh ấy một chút ạ. Em đã giúp cậu ta mấy cái một chút rồi? Tại vì anh ấy đang gặp khó khăn mà không nhờ được ai cả, mà em thì lại sợ anh ấy căng thẳng, vậy nên em mới... Đàn ông con trai đến lúc khó khăn mà không nhờ được ai giúp đỡ. Đáng lẽ ra một người đàn ông bản lĩnh ấy là phải biết vượt qua khó khăn, vượt qua cám dỗ chứ. Về cái cậu em rể này, không những là không ghi được điểm với anh mà anh còn cho âm điểm rồi đấy. Anh thì công việc đã khô khan rồi, bây giờ chuyện của em anh cũng thế nữa. À, thôi được rồi, anh xin lỗi bé cún của anh. Bây giờ bàn công việc nhá. Đã bảo là ở công ty không được gọi em là bé cún cơ mà, không là Dương. Được rồi, cho anh xem về sản phẩm bia sắp tới đi. Đây, anh xem đi. Em đã xem xét rất kỹ luôn. Cái thành phần nguyên liệu của sản phẩm mới này rất chất lượng. Và cái hương vị của nó ấy cũng tốt hơn, ngon hơn các sản phẩm khác cùng với phân khúc giá này. Nhưng có một vấn đề là đây là sản phẩm mới, vậy nên khách hàng khó có thể tiếp nhận luôn. Nên em nghĩ phải đẩy mạnh tiếp thị anh ạ. Tiếp thị thì chắc chắn là phải làm rồi. Mà anh đang tính là anh sẽ xây dựng luôn một đội ngũ tiếp thị. Ý em thế nào? Nhưng mà theo em ý, thì em sẽ là người trực tiếp đi tiếp thị. Tại vì nếu như em đi như vậy thì em mới được tiếp xúc với khách hàng, và em sẽ biết được cảm nhận của khách hàng một cách xác thực nhất mà không cần thông qua giấy tờ anh ạ. Nhưng mà đi tiếp thị vất vả lắm đấy. Như thế có quá với em không? Thì em biết là vất vả rồi. Nhưng mà em không vất vả thì người khác cũng vất vả thôi mà. Thôi em làm luôn cũng được. Thôi được rồi, vậy thì cố gắng nhá. Em xin phép ra ngoài làm việc tiếp. Anh gọi hết đồ rồi đấy, đợi tí nhá. À mà anh này, dạo này em hết quần áo đẹp để mặc rồi, anh thêm cho em nhá. Nhưng mà em chỉ mặc đồ Gucci thôi đấy. Anh mà mua hãng khác em không mặc đâu, ngứa lắm. Ôi anh thương, em muốn mua cả trời anh cũng mua cho em. Mà em đòi hỏi anh như thế là tại em yêu anh. Em muốn dựa dẫm vào anh chứ không phải là em gạo mỏ gì anh đâu. Anh biết mà, chính mồm em nói với anh em là em gái của chủ tịch thì em thiếu gì tiền mà em phải đào mỏ anh, đúng không? Chủ tịch là anh trai của em cho nên là anh ấy khắt khe lắm. Với lại em cũng ít khi về nhà nữa nên là tình cảm của anh em không tốt lắm đâu. Nhưng mà anh bảo này, nhà em có cả một tập đoàn lớn như thế, chắc là cổ phần của em chắc không ít đâu nhỉ? À vâng, nhà em nhá, không chỉ có công ty SVM đâu mà còn có cả các công ty con nữa. Biệt thự nhà em nhá thì khỏi phải nói. Khi nào mà bố em về nước ấy, em sẽ mời anh đến gặp bố mẹ em. Ôi, anh được vào biệt thự của chủ tịch à? Thế chắc rồi đấy, anh phải ăn mặc sang chảnh lắm nhở? Anh là rể hiền của chủ tịch mà lị. Đúng rồi đấy, anh phải ăn mặc sang trang vào chứ không á, mấy chục đứa người ở nhà em lại cười cho đấy. Ui, mấy chục đứa xin cơ? Vâng. À, mà anh bảo này, em còn nhớ cái lần mà anh bảo với em là xin việc cho anh ở FM, xin làm chức trưởng phòng ấy, em nhớ không? Em đã bảo với anh rồi là gia đình em không có cái kiểu tạo điều kiện cho đi cửa sau như thế đâu. Em vừa mới há mồm ra nói nhá, anh cho em lại mắng em té tát rồi. Lại còn bảo em là yêu người không xứng đáng nữa. Anh ấy còn nói là nếu mà một người đàn ông không tự kiếm được việc cho mình ý, thì là cái loại vô dụng, không xứng làm chồng em. Thế á? Thế sao hôm trước anh đi xin việc ở FVM ấy, vừa đến phát người ta nhận anh luôn. Người ta nhận anh vào làm nhân viên. Mà thôi, nhân viên được nhỉ? À thì cái đấy là em nói chừng gì nữa. Hôm đấy nhá, em phải xin gãy cả lưỡi đấy. Còn khóc lóc thì anh trai mới đồng ý đấy. Anh ấy cũng thương em mà. Mà em cũng xin cho anh làm trưởng phòng rồi, nhưng mà anh ấy chỉ cho làm nhân viên thôi. Thôi, nhân viên được. Làm nhân viên ở FDM phúc cả đời nhà anh đấy. À mà anh làm ở FDM là nhân viên quèn thôi thì chắc là không gặp được chủ tịch đâu nhỉ? Anh cũng chả biết. Nếu mà có gặp ấy thì anh đừng có nói gì với anh ấy về chuyện tình cảm của hai mình nhá. Sao lại thế? Sợ bị lộ còn sao, cái thằng ngu. À, thì tại vì anh trai em là chủ tịch cho nên là
anh ấy cũng khắt khe mà công tư phân minh lắm, cho nên anh ấy không thích nhiều chuyện đâu. Anh mà có gặp ấy cũng đừng có mà nói nhiều đấy. Biết rồi. Em chào anh, công ty em mới có loại bia mới, mới anh dùng thử. Anh Hải. Cô làm gì ở đây đấy? Làm gì đấy? Tiếp thị bia. Cô gái này là ai? Ai đấy? Đây là cái cây ATM ghẻ anh mà anh kể với em. Thôi, hôm nay có duyên gặp nhau ở đây thì chào nhau câu nhỉ? Tôi không đỡ phải đau đầu nghĩ là làm thế nào để chia tay loại đàn bà hết đắt như cô ấy. Anh nói cái gì cơ? Tôi là người yêu của anh Hải. Còn cô là ai? Trùng hợp thế. Tôi cũng là người yêu của anh Hải. Anh ấy kể là cô là một đứa vừa xấu xí, vừa đần độn, lại còn vụng về nữa. Nói chung là anh ấy dành hết tất cả những từ ngữ tệ nhất để nói về cô, cho nên là tôi cũng hơi tò mò đấy. Thì ra là anh cắm sừng tôi à? Tôi không thể ngờ được anh lại là loại người hèn hạ khốn nạn như vậy. Tôi hèn hạ thì làm sao? Khốn nạn thì nhờ? Hả? Mày làm gì được tao? Mà nhờ có tao thì có người tiêu tiền giúp mày chứ. Hả? Mà nhân đây ý, tôi cũng muốn cảm ơn cô luôn. Là nhờ có cô thì anh Hải mới có tiền để mua quần áo, giày dép, túi sách hàng hiệu cho tôi. Chân thành cảm ơn cô nhé. Khốn nạn! Thì ra là anh lấy tiền mồ hôi nước mắt của tôi ra để nuôi gái à? Vậy mà những lần anh xin tiền tôi, nói là để đi làm ăn, anh không thấy ngượng mồm, không thấy xấu hổ à? Làm sao tao phải xấu hổ loại gái như mày? Hả? Mày ngu thì mày nuôi dai, thế thôi. Mày đi đây. Tiếp thị bia hả? Đâu đi uống thử hả? Anh không xứng đáng để uống nó. Gái bán bia làm gì phải thanh cao như thế? Bọn tao uống cho mày ấy là phúc phần 70 đời nhà mày rồi đấy. Thôi, em không cảm tí. Con bé đầu ngu á, nó không được sắc sảo thông minh như em đâu. Rồi, giới thiệu với ATM nhá nhá. Đây là My, em gái của chủ tịch FPM ấy, không phải là ất ơ như mày đâu. Cái gì cơ? Cô ta là em gái của chủ tịch FPM á? Làm sao cô ta có thể là em gái của chủ tịch được? Tại sao lại không thể nhỉ? Mày nhìn tao là đã biết tao là người giàu có rồi còn gì. Không phải là đi mài mặt ở ngoài đường để đi bán bia như mày đâu. Cô ăn nói cho đúng mực, tôi không phải là loại... Anh à, mày phải là gái bao mới đúng chứ. Nhưng mà thôi, cũng nhờ những cái công việc đấy của mày mà anh Hàn có tiền để mua đồ cho tao. À, mà anh cũng phải cảm ơn người ta đi. Người ta tốn cả tuổi thanh xuân để cung phụng anh còn gì nữa. Ơn về huệ cái nỗi gì, ngủ chết thế thôi. Bây giờ anh có em anh sợ gì nữa. Anh nhìn cô ta xem. Nhìn cô ta xem có giống là em gái của chủ tịch không? Không giống là em gái chủ tịch á. Mày nhìn tao xem, tao không giống em gái chủ tịch ở chỗ nào hả? Những cái loại như mày ấy, làm sao mà biết được người thượng lưu họ sống như thế nào? Tao nói mày biết nhá, mày mà còn làm người yêu tao cáu một lần nữa, tao tắt rụng răng hiểu chưa? Mai tao đến FM tao làm nhân viên rồi. Cho nên ý, ngày đầu tiên tao không muốn xui xẻo gì đâu cả. Mà cái động mặt mày ý, là y rằng là đen. Thấy không? Đi luôn em, ở đây nó bẩn lắm. Đi. Công nhận là cái công ty của anh ra em to rồi đấy. Nhưng mà em ạ, trên đời này có lắm chuyện không ngờ được, trùng hợp. Chuyện gì? Cái con bé ATM ấy, con ghẻ ghẻ ấy, nó cũng làm công ty ấy. Ui, nhưng mà công nhận con ấy cũng giỏi phết, làm nhân viên ở đây. Nhưng mà em bảo ông anh trai của em là đuổi cổ con đi. Anh không muốn làm chung một cái môi trường với con như thế nào. Thôi, làm như thế thì tội nó lắm. Mà tính em ý thì lại hay thương người nghèo khổ. Rồi tự nhiên đuổi việc nó mất việc làm sao? Là cô thương tôi hay là cô không làm được? Khiếp anh ơi, vừa mới đến em cũng ngửi thấy toàn mùi nghèo khổ rồi kinh quách ạ. Lại còn nồng nặc mùi bia nữa chứ. Này, nói luôn cho người yêu cũ của anh biết nhá. Đấy là ấy, đứng trước mặt bọn anh phải ngoan ngoãn, hiểu chưa? Nếu không ấy, chỉ có một nước đấy là quấn xéo ở đây, hiểu chưa? Ai, giới thiệu của em. Em đang đứng trước mặt em gái và em rể của chủ tịch công ty ở đây. Hiểu không? Là hàng thật hay là hàng giả? Giả cũng giống lắm đấy. Nhưng mà...
mà giả thì mãi là giả mà thôi. Mày nói cái gì cơ? Có chuyện gì vậy? Chủ tịch, em chào chủ tịch ạ. Cái gì? Anh quen anh ta à? Lại không, đây là anh Vũ, chủ tịch đi công ty này. Anh lên báo, lên ảnh suốt. Em gặp anh ra em không chào hỏi câu đi. Em còn đang bận, em đi trước đấy nhá. Này, đứng lại đó. Cô gặp anh trai của mình, người cùng cha cùng mẹ với cô, vậy mà cô không nói một câu nào lại bỏ đi như thế à? Em nói cái gì vậy? Tự nhiên gọi anh xuống đây, xong rồi nói chẳng ai hiểu cái gì cả là như thế nào? Em là người nắm rõ sự tình nhất ở đây. Em sẽ nói cho anh và hai con người đều giản để biết. Giới thiệu với hai người, đây là anh Vũ, chủ tịch công ty FVM và cũng là anh trai của tôi. Giới thiệu với anh, đây là Hải, người yêu của em. À không, bây giờ là người yêu cũ rồi. Còn đây là bạn gái của anh ta. Cô tên là gì nhở? Mày hỏi làm cái gì? Tao đếch nói đấy. Cô... Mày hóa ra là mày lừa tao à? Mày không phải em gái chủ tịch đúng không? Cái gì đấy? Tại sao tự nhiên tôi lại bọc đâu ra một đứa em gái nữa vậy? Trong khi em gái thật của tôi lại có thêm một cặp sừng à? Dương ơi, Dương, thế hóa ra là em là em gái của chủ tịch à? Hóa ra em là tiểu thư cành vàng lá ngọc mà sao không nói cho anh một câu, lại còn đi tiếp tiệm bia nữa. Như thế thì anh chẳng hiểu lầm, anh chẳng có mắt mà như mù. Dương ơi, tất cả lỗi tại anh, anh xin lỗi. Đúng là cái loại hèn hạ, suốt ngày đi bám váy đàn bà, gặp con nào là cũng xin cũng xỏ. Mày câm ngay mồm mày vào nhá. Hóa ra là mày lừa bố mày. Mày không phải em gái chủ tịch đúng không? Tiền đâu hết rồi? Mày đào của tao bao tiền rồi? Đưa hết tiền đây. Mày ấy cũng chỉ là một cái thằng phò đực thôi, đi lấy tiền của gái để cho tao thôi. Mày còn lên mặt với tao nữa à? Mày. Này cô, cô ăn nói cho cẩn thận, đặc biệt là khi nhắc về em gái tôi. Nếu không tôi có thể kiện cô với tội phỉ báng đấy. Những câu nói đó với hai người họ có nhằm nhò gì đâu anh. Hôm trước ấy, họ còn thẳng tay đánh em, phỉ báng em là gái bao nữa cơ. Mà anh này, hình như em nghe nói là công ty của chúng ta mới tuyển anh Hải vào làm việc. Anh thấy anh ta có xứng đáng không? Anh sẽ phải làm việc lại bên tuyển dụng nhân sự. Tuyển cậu ta vào ấy, là chỉ ảnh hưởng nặng nề đến công ty thôi. Thực ra thì không trách họ được, tại vì lần này công ty của chúng ta mở rộng quy mô lớn, vậy nên tuyển dụng số lượng lớn và cho nhiều ứng viên cơ hội hơn. Nhưng vào làm việc sẽ có 2 tuần để thử thách. Em nghĩ anh ta cũng không trụ nổi 2 tuần đâu. Dương ơi, anh xin em, tất cả là tại con danh con ấy, nó mạo danh lừa đảo, cho nên là anh bị lừa như thế. Em bỏ qua cho anh một lần được không? Quay lại với anh được không? Anh nghĩ là tôi có đồng ý không? Anh nghĩ là tôi sẽ quay lại với một người khốn nạn, bất tài, vô dụng như anh không? Thôi, bây giờ mọi lời nói của cậu ta đều vô nghĩa thôi. Chủ tịch, em xin anh, thật sự em rất cần công việc này. Chả giấu gì anh, bây giờ nó nợ rất là nhiều tiền. Cũng chỉ vì là tại tiêu cho con danh con khốn nạn này này, nó đào mỏ của em không biết là bao nhiêu tiền. Ngày trước thì em cũng đi làm ở quán hát ấy, nhưng mà vì lười biếng hay bỏ làm, cho nên là bị người ta đuổi. Bây giờ mà không có công việc này, em chịu nước chết đói thôi anh ạ. Tất cả mọi chuyện xảy ra như vậy cũng là do anh mà thôi. Bây giờ anh còn trách ai được nữa? Rồi, cho anh xin lỗi, tha thứ cho anh một lần thôi. Tại con danh con này, nó lừa đảo, cho nên là anh mới tin nó. Mà anh với cả, anh mới cho dạy có một lần thôi. Em nhá. Giá như anh tử tế, trung thủy hơn, thì liệu anh có bị lừa hay không? Còn tôi yêu anh thật lòng, tôi giúp đỡ anh cả về tiền bạc nữa. Vậy mà thứ tôi nhận lại được là gì? Là sự phản bội của anh, là cái cặp sừng dài ở trên đầu. Anh nghĩ xem, tôi và anh, ai mới là người chịu ấm ức, ai mới là người thiệt thòi hơn? Thôi, bây giờ cậu cũng không cần phải lên công ty đâu, đi về nhà đi. Anh ơi, em xin anh. Đúng là cái loại vô dụng. Này, mày đâu ấy, giả hết tiền vào mày đào của tao đi. Sao lại có cái loại người như thế nhỉ? Sao? Bây giờ thì cô nương đã thấy chưa? Ra xã hội ý, soi người thì phải soi thật kỹ vào, phải dùng kính lúp mà soi. Mà không ấy, anh có cặp kính cận đây này, lấy mà soi. Em đang vừa buồn vừa bực muốn chết đây mà anh còn đùa em được nữa. Thôi, bây giờ
muốn đi giải buồn ấy. Chỉ có đi uống trà sữa thôi. Có đi không? Có. Anh đi trước. Ê, đợi em. Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, mà chơi không học thì lại khỏe hẳn ra đây này. Có thì khỏe không? À, làm không làm ngồi mà chơi. Thì không muốn Tết có bánh chưng nhân thịt mà ăn không? Bánh chưng nhân thịt thì ai chẳng thích anh. Nhưng mà đến giờ ăn đói quá, không làm. À ơ nhỉ. À đấy, quên bảo này. Bên mình mới có cô đến làm nấu cơm ấy, thay cho bà hôm trước ốm. Đâu đâu anh ơi? Đâu ấy? Dạ. Làm gì mà nhìn người ta kinh đấy. Nhìn vừa đấy không mỏng con như người ta ra. Thấy xinh không? Xinh lắm anh ơi. Chuẩn gu của em rồi đấy. Anh cũng thế. Thôi, anh diện gia đình ưu tiên. Anh nhường cho em đi. Thôi cũng được. Vì là chú sống hai mấy năm cuộc đời này vẫn còn zin cho nên là anh để dành cho chú. Nhưng mà phải có điều kiện. Đấy là khi anh nghỉ, chú phải làm việc thay anh. Ok. Ok, nhất trí luôn. Nhớ mồm nha. Chuyện gì đây? Cứu em! Rồi, rồi, anh cứu được em rồi. Ôi, dán ơi! Không! Không! Dán nào! Úi giời ơi, rắn giả mà cứ tưởng thật. Đứng dậy. Này, cậu rảnh cái nào mà nghĩ việc cái tàn gái? À, hay là thích nghỉ việc? Em xin lỗi anh. Xin lỗi là xong à? Hả? Cái thằng phụ nghèo như cậu mà cũng ước mơ như thế à? Hả? Tôi nói cậu biết nha, đến cái miếng cơm cậu ăn còn phải xin tôi mới có nhục à? Em có xin đâu, có làm mới có ăn chứ. Em làm anh mới trả lương mà. Thích trả treo nữa, hả? Cậu nhìn xem, ở đây ai có tiền, ai có địa vị hơn cậu. Tôi nói cậu biết nha, các cái thầu xung quanh đây là tôi làm hết từ nhỏ đến lớn, hiểu chưa? Nó đừng có vớ vẩn. Em biết rồi. Còn My, liệu mà tránh xa được chưa? Giờ My là của tôi. Ok, đứng từ đến tối nha. Bà lùng cồm. Em cảm ơn anh, nhiều món quà quý giá như này em không nhận được đâu. Anh cầm lấy đi. Em làm sao đấy? Em không thích quà này à? Hay là em chê anh không có tiền? Này, nói cho em biết nhá, tất cả các cái dự án lớn nhỏ trong khu này đều là do một tay anh thầu hết, em hiểu không? Cho nên là anh cực kỳ nhiều tiền. Em thích cái gì cứ bảo anh mua cho. Chỉ cần em đồng ý lòng yêu anh là được. Em cảm ơn, nhưng mà em không phải là người như thế đâu. Với em ý, tình yêu là dựa trên sự tin tưởng, chứ không phải là tiền bạc. Anh đẹp trai với cả tốt bụng như này, em tin là sẽ có một ngày anh sẽ tìm được một người phù hợp thôi. Em đi trước đây. Tường San, Tường San. Này, cô là San, người phụ trách nấu cơm ở đây đúng không? Dạ vâng ạ, chị là... Tôi là My, chị của thằng Hải, là quản đốc ở đây. Tôi muốn nói chuyện với cô một lúc. À, vâng ạ. Tôi chỉ đang muốn xem là con hồ ly tinh như cô nhan sắc đến đâu mà lại dụ dỗ thằng em trai thôi. Chị nói cái gì, sao em không hiểu ạ? Không hiểu hay là cố tình không hiểu? Cô đang thể hiện cái gì với tôi? Hả? Cô đang thể hiện là cô dụ dỗ thằng em trai tôi à? Em không có ạ. Nếu mà chị không tin, chị có thể hỏi anh Hải. Sáng nay anh Hải có ngỏ ý với em, nhưng em đã từ chối luôn. Tuy là em nghèo,
Nhưng mà em sẽ không vì tiền mà làm việc đấy đâu ạ. Sao chị lại đánh em ạ? Đánh để cho mày hết cái thói trơ trẽn đi chứ sao nữa. Mày cũng ghê đấy. Con trẻ mà thủ đoạn cũng kinh thật. Mày biết là gia đình tao giàu, thằng Hải lại là đứa con trai duy nhất, cho nên mày muốn quyến rũ nó chứ gì. Không phải như thế đâu ạ. Mày thử nhìn lại mày xem. Xấu xí, nghèo nàn, nhà quê như thế này, lại còn đi làm cái nghề mặt hạng đấy nữa. Đáng lẽ ra mày mà có tự trọng ấy thì mày phải nên xin nghỉ việc mới đúng. Tại sao tôi lại phải xin nghỉ việc? Tôi nói cho chị biết, chị nên tôn trọng tôi một chút đi. Tuy là tôi nghèo hơn chị, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng đấy. Chị đừng có mà xúc phạm tôi quá đáng. Cầm lấy tiền. Cái loại như mày thì chỉ đáng giá từng này tiền thôi, mày hiểu chưa? Mà chị cho ấy thì phải biết quý trọng, nghe chưa? Còn nhớ cái mặt tao đấy, tránh ra thằng Hải ra, nếu không ấy mày đừng có trách. Này, chị kia, chị cầm lấy tiền đi, tôi không cần đâu. San, em làm sao đấy? Em mệt à? Có cần anh giúp đỡ gì không? Không cần đâu ạ, em không sao cả. Mà anh làm việc đi, không tí nữa anh Hải tới, anh lại mắng đấy. Sắp nghỉ trưa rồi, anh đứng nói chuyện với em một lát cũng không sao đâu. Thôi, em còn công việc mà. Anh làm việc đi nhá, em đi nấu cơm đây. San, San. Sao em vô tình thế? Chỉ là anh có chuyện muốn nói thôi mà. Nếu em đồng ý trả lời câu hỏi này của anh, nếu đúng, anh sẽ cho em đi. Được rồi, vậy trước khi anh nói, em có một chuyện muốn nhờ anh. Chuyện gì? Đây, anh cầm lấy. Đây là cái gì? Đây là tiền của chị My, chị gái của anh đấy. Em nhờ anh đưa lại cho chị ấy nhá. Chị My á? Đúng vậy. Mà anh còn chuyện gì anh nói đi. Tường San, anh muốn cầu hôn em, đồng ý lấy anh nhá. Chỉ cần em đồng ý lấy anh thì tất cả mọi thứ sau này anh sẽ lo hết cho em. Em không cần phải làm cái công việc nặng nhọc như thế này nữa. Em đồng ý à? Anh Hải, nếu như mà anh đã hỏi thì em xin phép được nói luôn. Em đã có người em thích rồi, nên là tình cảm của anh em xin phép từ chối. Anh tránh ra, em có việc phải đi. Em đứng lại đấy. Đây không phải là đáp án mà tôi muốn. Tôi không hiểu một đứa nghèo như cô ấy, tại sao tôi cho cô đổi đời mà cô không chịu hả? Anh bỏ tay tôi ra. Với em ấy, tình yêu là dựa trên sự tự nguyện với là tình cảm, chứ không phải là vì tiền đâu. Em nghĩ là cả anh với là chị My đều hiểu sai điều đấy rồi đấy. Cô giỏi lắm. Rượu mời không muốn thì muốn uống rượu phạt à? Hả? À, tôi nói cho cô biết nhá. Nhà thằng này này, giàu nhất cái vùng này đấy. Cái gì tôi thích ý, là nó phải được, hiểu chưa? Cô nghĩ tôi là ai? Hả? À? Anh nghĩ có nhiều tiền thì làm sao chứ? Cả anh với chị anh ý, xem thường người nghèo quá rồi đấy. Tôi nói cho anh biết, tôi không cần tiền. Anh tránh ra, tôi còn có việc phải đi. Nếu mà anh còn cứ như này ý, tôi sẽ nghỉ việc đấy. Này! Anh làm gì đây? À, anh bỏ tôi ra! Đôi dép của San mà. San à? San. Đến lần nấu cơm rồi. Để xem nhá, cơm nấu thành gạo thì có bỏ tôi được không? Thằng khốn nạn này, mày định làm cái gì thế à? San, danh con kia, việc của mày à? Hả? Hay mày thích nghỉ việc? Hôm nay dù có phải nghỉ việc, tôi cũng phải cứu cô ấy. Tôi sẽ tố cáo anh lên công an, sẽ tố cáo anh với người dân để cho họ biết bộ mặt thật của anh. Mày dám á? Hả? Không phải là dám, mà là chắc chắn tôi sẽ làm đấy. Bây giờ là tôi đang cứu anh đấy. Anh mà cút đi. Thằng chó, bố mới chưa xong việc mày đâu. Đợi bố mày đấy. San, San ơi.
Cậu biến thái. Không, em nghe anh nói đã. Chuyện là... Em xin lỗi anh nhá. Vừa nãy em có một chút hiểu nhầm nên là hơi mạnh tay một tí. Không có gì đâu. Mà anh cũng không tin được ấy, là cái tên Hải đây lại dám giở trò với em. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhá. Vâng ạ. Mà em nghĩ là em cũng sẽ nghỉ việc thôi. Em không thể nào mà làm việc với anh Hải được nữa. Em quyết định như vậy là đúng đấy. Nếu có khó khăn gì cứ hỏi anh sẽ giúp đỡ. Em thích làm như thế mà. Em về quê thăm bà, nhưng mà bà bị ốm nên là em mới thay bà đi nấu cơm thôi. Dù sao ấy thì em cũng sắp nghỉ việc rồi. Hôm nay em đến công trường để giao lại nhiệm vụ đấy cho một người mới. Vâng ạ. Mì đây à? Ơ, anh Vũ, sao lại ở đây? Bây giờ đang là giờ làm mà. Anh bị đuổi việc rồi. Mà lương tháng này người ta cũng không trả. Cho nên anh đang đi tìm anh Hải để hỏi đây. À, sao lại như thế ạ? Chẳng nhẽ là vì em nên là anh mới bị đuổi việc à? Không phải đâu. Xui thôi. Ai người ta cũng đối xử như vậy mà. Mà anh nghe nói em cũng định xin nghỉ thật đấy à? Vâng ạ. Em định xin nghỉ để lên thành phố làm việc. Thế em có về quê nữa không? Đương nhiên là có rồi. Ở đây còn có anh mà. À, hay là anh lên thành phố làm việc với em không? Được đấy. Em đi đâu thì anh đi đấy nhá. Anh sẽ cố gắng làm để nuôi em. Đôi gian phu dâm phụ đứng đây tán tỉnh nhau ghê quá nhở. Chị My. Mày câm mồm. Không phải việc của mày. Cút đi. Hôm nay tao đến đây là để cảnh cáo con này tránh xa thằng Hải ra. Chị là người có ăn có học. Chị nói chuyện lịch sự một chút đi. Tôn trọng San đi. Cái con làm công ăn lương này chỉ đi nấu ăn cho người khác thì có cái gì mà phải tôn trọng hả? Mày có biết là nó vừa nhận tiền của tao đồng ý là tránh xa thằng Hải ra không? Thế mà tao vừa quay đít đi ý, thì nó lại lập tức ve vãn thằng Hải. Để cho thằng Hải về nhà đòi lấy vợ bằng được kia kìa. Chị nghe tôi nói đã. Tiền của chị tôi đã đưa cho anh Hải để bảo anh ấy trả lại cho chị rồi. Tôi cũng đã từ chối anh ấy. Nhưng mà chính anh ấy đã bắt cóc tôi, rồi còn định làm nhục tôi để mà ép tôi phải cưới anh ấy nữa. Mày đừng có mà nói điêu. San không nói điêu đâu. Tôi có thể làm chứng đấy. Ghê nhỉ. Đã ve vãn thằng em trai tao, nói xấu nó rồi, bây giờ lại còn ve vãn cả thằng khác để làm chứng cho mày nữa. Hôm nay tao phải thay mặt gia đình tao để cho mày bài học mới được. Này, chị bỏ tôi ra. Chị bỏ tôi ra. Thằng điên này, mày cắn tao như chó à? Là do cách cư xử của chị trước đây. Chị My, sao đấy? Mày đây rồi. Mày ra đây mà xem đây này. Cái con mày thích nó đang chim chuột với thằng này đây này. Mà nhớ cái thằng này nó còn vừa cắn tao. Đây này. Mày cái thằng phụ hồ này, mày làm gì đấy? À? Tại chị của anh đánh tôi trước đấy. Mà tôi xin chị em các người đấy, hãy buông tha cho tôi đi. Tôi không có thích anh. Anh hãy nói với chị của anh đi. Bà sao em đây à? Này, em nghĩ là em nghỉ việc anh sẽ không tìm em à? Bằng mọi giá anh phải cưới em về là vợ. Đừng có mang đi theo thằng nghèo hà này, ok? Thằng này, mày bị điên à? Nhìn nó nghèo nàn như này, mày lấy nó về làm gì? Em lấy nó về em chơi thôi. Cái loại đàn bà này mày không bao giờ đủ tư cách để sống với tao, hiểu chưa? Chẳng qua tao muốn lấy về cho mày mất cái giá của mày đi thôi, ok? Thằng khốn nạn này, sao mày dám à? Tao không dám. Bởi vì bọn tao giàu, bọn tao có quyền. Bọn tao là người cho chúng mày công ăn việc làm đấy. Cho nên là làm cái gì ấy, thì đấy cũng là quyền của bọn tao. Hai người cư xử như này không sợ bị quả báo à? Quả báo? Này, quả báo ấy nó chỉ đến với bọn dân thường chúng mày thôi, hiểu chưa? À quên mất đấy, tao chưa nói với chúng mày đúng không? Nhà bọn tao là công ty xây dựng lớn, sắp sửa hợp tác với SVM để về đây xây dựng nhà máy đấy. Này, bây giờ hối hận quỳ xuống đây xin ý, có khi tao nghĩ lại cho chúng mày thêm một cơ hội nữa để kiếm tiền, thế nào? Hai người xem thường với bác sĩ nhục người khác như này ý, rồi sẽ phải hối hận thôi. Hối hận là gì? Hả? Chị, hối hận là gì ấy? Với bọn giàu như tao ấy,
cái từ hối hận là không bao giờ nó xuất hiện, ok? Hả? Alo, anh Cường à? Alo anh đây. Có phải là anh đang có một dự án ở quê hợp tác với cả chủ thầu tên là My với cả Hải không ạ? Ừ đúng rồi em, có chuyện gì vậy? Hai người họ đang đứng trước mặt em, nhưng mà có vẻ là đang muốn gây khó dễ với em. Anh nói chuyện với bọn họ nhé. Được. Cô nghe điện thoại đi. Alo. Cô My đây à? Anh Cường ạ? À? Dạ, anh ơi, cô gái này là... Đây là em gái của tôi. Ui, em gái anh ý ạ? Dự án sắp tới hợp tác với cô, tôi tính ra cho My làm. Có chuyện gì vậy? Dạ, không có gì đâu ạ. Bọn em đang bàn chuyện một tí thôi ạ. Em chào anh ạ. San đấy à? Sao từ đầu em không nói với anh, em là em gái anh Cường để... chúng ta dễ nói chuyện nhờ? Đúng mà thôi, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Bây giờ chúng ta vào chuyện chính đi em, bàn chuyện hợp tác đi. Đúng rồi, dễ nói chuyện á? Bàn chuyện hợp tác á? Bây giờ khi mà hai người biết tôi là em gái của anh Cường, hai người mới tỏ thái độ như này đúng không? Xin lỗi, đã quá muộn rồi. Sau khi hai người biết tôi là em gái của anh Cường, hai người mới đối xử với tôi như thế. Xin lỗi, bây giờ ấy, với tôi là quá muộn rồi. Dự án lần này tôi được anh Cường giao cho đảm nhiệm, nên là tôi sẽ thay mặt anh Cường hủy hợp tác với hai người và tìm một người tốt hơn. Tạm biệt. Từ San ơi, nghe anh nói đã nào. Từ San. Trời ơi, chết rồi. Làm thế nào bây giờ? Nói nên tự nhiên tìm ra là gây sự làm gì? Chúng nó biết đâu được.